lưu phu nhân nghe khẩu khí của người tựa hồ rất nguyện ý đưa linh thạch nhưng người có nghĩ tới các đạo hữu khác của người cũng giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy không hai vợ chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không xuất đủ số linh thạch đó chẳng lẽ đạo hữu định một mình đi phải không vị nữ tử trẻ ngồi bên cạnh vị tu sĩ mặt trắng sắc mặt trầm xuống giọng nói có chút bất thiện trung niên nữ tử vừa nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói ta đã nói là đi một mình lúc nào ta đang hỏi dịch huynh mà thôi. Dịch đạo hữu lịch duyệt phong phú, vừa là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, hắn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt. Được rồi, hai vị đạo hữu không cần nói nữa, lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống đi ngoại tinh hải, đó cũng không phải là nơi cho chúc cơ kỳ tu sĩ có thể một mình xông pha, chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót ở nơi này. Vận khí tốt hơn thì có thể săn được một ít linh thú, có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh, cho nên đi ngoại tinh hải nhất định là phải đi. Bất quá, chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp. Tại đại chiến, cho dù tu sĩ kết đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình, huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp, ta cũng còn có chút lo lắng là cao tầng tinh cung đến lúc đó lại cháo trở đại hán cẩm y rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa có làm chuyện cháo trở. Dịch đạo hữu có lo lắng quá nhiều không người nói là một thanh niên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng đó có thể không lớn, nhưng cũng không nhất định là không phát sinh, hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước. Nếu là tinh cung cảm giác được trận chiến này nguy hiểm tự nhiên chuyện gì đều cũng làm được. Có cháo chờ ngươi cũng không có gì ngắt nhiên, các thế lực lớn này, hừ, Đại Hán Cẩm Y ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, phảng phất như hiểu rõ mặt trái của các thế lực. Nghe xong những lời này, trong phòng lại im lặng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Cho nên Cách làm thỏa đáng nhất ta cho rằng chính là thêm chút linh thạch để bảo vệ tính mạng, nếu tham dự đại chiến thì chúng ta toàn bộ sẽ bị diệt, cho dù có người may mắn còn sống thì đi ngoại tinh hải cũng là thân cô thế cô, cũng khó mà tự bảo vệ được nên chắc là sẽ vào tử lộ đại hán cẩm y chậm rãi nói. Nhưng là nhiều linh thạch như vậy, mạng còn không giữ được cần gì linh thạch, huống hồ ra ngoại tinh hải tùy tiện giết được vài con yêu thú cấp cao thì có thể đền bù tổn thất của chúng ta, quan trọng nhất là phải đi được truyền tống trận đá trung niên mặt đen vẻ mặt đau lòng còn muốn nói gì nhưng lại bị đại hán cẩm y lạnh lùng cắt ngang tu sĩ mặt đen bộ dáng tựa hồ rất sợ hãi đại hán cẩm y bị đối phương nói như thế liền câm miệng về phần các đạo hữu linh thạch không đủ có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu số lượng linh thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào không nếu như không được thì trong chúng ta ai còn linh thạch có thể cho mượn một ít đến lúc truyền tống ra ngoại tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được đại hán cẩm y xem ra trong đám người này có uy vọng không tầm thường. Chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định. Sáu người nhìn thoáng qua mặc dù không phải ai cũng vui vẻ, nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận. Đại hán cẩm y nhìn thấy vẻ mặt mọi người như vậy liền lộ ra vẻ vừa lòng, sau đó xoay mặt nhìn hán từ cao gầy lạnh lùng nói. Trương Đạo Hiếu, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến, hỏi xem họ có thể đem số lượng linh thạch giảm xuống một ít, nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương chúng ta ngày mốt phải đi quyết không thể chậm trễ thêm một ngày nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu hắn từ cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng bên trong phòng mọi người lại bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể đứng ở bên ngoài phòng hàn lập đã nghe hết thảy từ đầu đến cuối khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thần bí thanh quang chợt lóe sau cả người đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh vô tung ngày hôm sau khi hán tử cao gầy một lần nữa từ trạch viện này xuất phát tới tinh không điện thì cũng không biết phía sau có một người đi theo hàn lập không chút thay đổi hình dáng theo sát tới phụ cận tinh cung điện thấy hắn cực kỳ cẩn thận từ thiên môn đại điện len lén đi vào hàn lập sờ sờ cái mũi bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ ước chừng nửa thời thần hán tử cao gầy lại len lén từ bên trong đi ra trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn sau đó hàn lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trạch viện kia bất quá một cảnh làm cho Hàn Lập phải nhíu mày là vị hán tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong viện. Hàn Lập thấy tình hình này liền nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chuyện này chẳng lẽ, hắn sờ sờ cầm, rồi chìm vào trầm tư, chương 507, hỗn nhập, tới sáng sớm ngày thứ ba, trời còn tờ mờ sáng. Đám người đại hán cẩm y cùng hán tử gầy gò lẳng lặng từ trang viên trốn ra đi thẳng về hướng tinh không biệt. Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm vừa kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm nên trong thành thật ra cũng chẳng xuất hiện bao nhiêu người. Cũng vì thế nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận, người nào cũng khẩn trương im lặng cắm đầu đi thật nhanh. Chỉ có đại hán cầm y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của Thánh Sơn. Chỉ cần qua chút thời gian nữa là có thể tới tinh không điện. Sắc mặt ai nấy lúc này mới giãn ra, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Đại Hán Cẩm Y đang đi đầu tiên đột nhiên biến sắc, cả người đang độn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó, ánh mắt trịnh trọng khoát tay làm một thủ thế kỳ quái. Những người phía sau thấy vậy ai nấy cũng biến sắc đều ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. Đạo hữu làm vậy là có ý gì, vì sao lại ẩn hình cản đường bọn ta? Đại Hán nhìn chằm chằm vào nơi không có một ai ở phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi. Cũng cùng lúc đó, một tay của đại hán lặng lẽ đặt lên túi chữ vật của mình ở bên hông. Ha ha, chư vị đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ mặc dù ở đây để chờ các vị, nhưng tuyệt không có ác ý. Chỉ là có việc muốn nhờ mà thôi, một thanh âm có chút nghèn nghẹt từ phía trước truyền tới. Tiếp theo đó, ở phía trước đang không có ai thanh quang chợt lóe lên, một tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra. Người này ước chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt dường như đang mang bệnh trong người nhưng đám người đại hán cẩm y khi nhìn thấy rõ tu vi của người này thì bất giác kinh hãi cảnh giác càng đề cao đối phương cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cẩm y vậy đều là cảnh giới giả đan đạo hữu tên họ là gì bọn ta có thể giúp đạo hữu việc gì đại hán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang miệng vẫn lạnh lùng lên tiếng tại hạ họ khúc là một tán tu mấy vị phải chăng là muốn đi tinh không điện có thể cho phép tại hạ theo cùng được chăng tại hạ cũng muốn đi ngoại tinh hải một chuyến người áo xanh lãnh đạm lên tiếng nhưng lời nói bất giác khiến cho mấy người đối diện ai nấy đều giật mình. Đại hán cầm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới cười to phủ nhận, thì ra là khúc đạo hữu chỉ là đạo hữu nói tới cái gì mà tinh không Điện, ngoại tinh hải là có ý gì. Mấy người bọn ta chẳng qua là có việc riêng mới đi theo con đường này, không hề có chút liên quan gì tới tinh không Điện. Đạo hữu có phải tìm sai người rồi chăng? đại hán cẩm y trong lòng đã quyết, mặc dù không biết đối phương từ đâu tới, làm thế nào mà biết việc của mình nhưng tuyệt không thể dễ dàng thừa nhận. Những người theo hắn cũng không hề lên tiếng xen vào, tựa hồ như mọi việc đều giao cho đại hán xử lý. Dịch đạo hữu hà tất phải cẩn thận như vậy, tại hạ nếu đã xuất hiện ở đây thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời đó là có thể đi qua được sao. Người áo xanh mỉm cười chậm rãi nói, hư, người rõ ràng là biết rất rõ, thậm chí ngay cả bản thân dịch mỗi người cũng biết đại hán trong lòng trượt lạnh, khẽ hừ một tiếng, bầy tay đặt trên túi chữ vật bất giác nắm chặt lại. Mấy người ở phía sau hắn như nhận được ám hiệu tự động tỏa ra bốn hướng bao vây lấy người áo xanh vào bên trong. Mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ, không phải khúc mỗ khoa trương nhưng với tu vi của tại hạ thì dù cho các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết chết tại hạ. Tới lúc đó chỉ cần khúc mỗ kêu to một tiếng để người của tinh cung tới đây thì không biết sẽ như thế nào. Người áo xanh đối với cử động của đám người kia tựa như không thấy, mà ngược lại còn bình thản nói. Nghe thấy vậy, cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đại Hán. Sắc mặt của Đại Hán lúc này cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù chưa kết đan nhưng trong lòng luôn cho tâm kế mình vượt hơn người thường, không ngờ lúc này lại bị một tu sĩ trúc cơ kỳ uy hiếp như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối phương, đó không phải là chuyện nói chơi cho có vì vậy đại hán sau khi trong lòng cân nhắc nặng nhẹ cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ lạnh lùng lên tiếng hỏi đạo hữu muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào bọn ta chính là vừa đủ bảy người như đối phương nói hơn nữa truyền tống trận cùng lúc cũng chỉ có thể truyền tống bảy tu sĩ mà thôi nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương nhất định không đồng ý người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười mọi người cứ yên tâm ta tuyệt đối cũng không làm khó mọi người ta chỉ cần có thể vào trong điện tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miễn cưỡng cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị chỉ có vậy thôi sao đại hán cẩm y nhíu mày sắc mặt lộ vẻ hoài nghi chỉ vậy thôi người áo xanh khẳng định nói được nếu chỉ dẫn người theo thì việc này không phải là không thể bọn ta đồng ý đại hán cẩm y trầm ngâm một hồi cuối cùng cắn răng đáp ứng nếu vậy thì khúc mỗ xin đa tạ đạo hữu người áo xanh không chút thay đổi thần sắc dường như đã sớm đoán được đại hán cẩm y sẽ khuất phục hai tay khẽ ôm quyền thi lễ nói. Nếu như đạo hiếu cũng muốn đi tinh không biện thì bọn ta mau đi thôi, thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn hán tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục. Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hán tử gầy gò nhưng không nói tiếng nào. Còn đại hán cẩm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi người lên đường. Cả đám người cùng độn quang bay đi, không biết vô tình hay hữu ý mà đều bao vây lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng không hề có chút buông lỏng thân sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi không nhanh không chậm theo đám người tiến lên phía trước lộ trình cũng không xa chỉ một lát cả đám đã tới trước tinh không điện lúc này hắn tử gầy gò đột nhiên tăng tốc bay thẳng lên trước rồi hạ xuống đầu tiên đại hán cẩm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên dù sao người liên hệ với tinh không điện là hắn hiện tại đã tới tinh không điện nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh ra hiểu lầm gì sau khi tiến vào tinh không điện cả đám người ai nấy đều cố bảo trì sắc mặt thong thả nhưng vẫn không thoát khỏi có chút lo lắng một khi đã tiến vào điện có nghĩa là tính mạng đã hoàn toàn giao cho đối phương nắm giữ nhưng mọi việc tựa như vẫn bình thường cấm chế theo đúng lý phải có thì lại không hề xuất hiện xem ra đã được người chủ sự bên trong cho phép đi qua người áo xanh thấy vậy trong mắt bất giác lóe lên tia dị sắc nhưng những người khác thì lại an tâm hơn tất cả đều theo truyền thống trận tiến vào bên trong đại sảnh ở đây lúc này có hai tu sĩ si áo trắng trang phục tinh cung đang chờ mọi người cố tiền bối kiên tiền bối mấy người bọn ta đều đã tới bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết rồi chưa hán tử gầy gò nhìn thấy hai người kia tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cung kính nói hai tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng nghe thấy hán tử gầy gò hỏi vậy một lão giả đầu chọc thần sắc cao ngạo khẽ gật gật đầu bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt mang linh thạch ra đây mỗi người sẽ được cấp một tấm truyền tống phù lúc đó các người có thể lên đường, nhưng số lượng linh thạch các người có mang đủ hay không? Lão giả chậm rãi nói, tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng quy định mà mang đủ linh thạch theo đại hán cẩm y tiến lên trước cung kính nói. Ngươi là dịch đạo hữu đúng không? Quả nhiên tu vi bất phàm lão giả đầu chọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần rồi lên tiếng, giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. Bất quá khi mục quang lão đảo qua những người còn lại, khi tới trên người hàn lập thì đột nhiên biến sắc. Không phải chỉ nói là có bảy người sao, vì sao lại có nhiều hơn một người? Vị đạo hữu kia tựa hồ như đã đạt tới cảnh giới giả đan, không biết là người nào. Lão giả đầu chọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi, giọng nói đầy vẻ chất vấn. Hắn là, đại hắn cầm y cười khổ một tiếng vừa muốn lên tiếng giải thích. Tại hạ là một tán tu cũng như bọn họ muốn được truyền tống tới ngoại tinh hải. Nghe nói mấy người dịch đạo hữu cũng cùng đường nên mới tìm bọn họ để cùng tới đây, hy vọng hai vị tiền bối đừng trách. Nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tại hạ nguyện ý trả gấp hai lần phí truyền tống Hàn Lập mỉm cười ngắt lời đại hán cẩm y. Gấp hai lần phí, lão giả đầu chọc ngẩn người rồi sau đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau. Dù cho người có trả gấp hai lần cũng vô dụng, truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống tối đa bảy người. Còn bọn ta chỉ có thể mở truyền tống trận một lần, tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống lần nữa bằng không nếu thượng cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt bọn họ vị tu sĩ trung niên nhíu mày chậm rãi nói. Vấn đề này đương nhiên vãn bối đã từng suy nghĩ qua, tuyệt sẽ không làm khó tiền bối. Vì vậy, vị đạo hữu này có thể mang phần của mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ dùng hàn lập mỉm cười không chút khách khí quay qua người bên cạnh nói. Người nói cái gì, người này vừa nghe xong đầu tiên ngẩn người, tiếp theo đó ngạc nhiên hỏi. Trường 508, Yếu Hiệp, đối tượng bị người áo xanh nói ai ngờ lại là hán tử gầy gò. Điều này khiến cho hán tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt còn lộ nét hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó đổi thành ánh mắt giận dữ, những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau không rõ người áo xanh nói vậy là có dụng ý gì. Đạo hữu hãy an tâm, tại hạ cũng không phải nói đạo hữu nhường danh ngạch một cách vô ích. Ở đây tại hạ có hai khối nội đan của yêu thú cấp 5 coi như dùng để đổi lấy danh ngạch. Thù lao như vậy, tại hạ nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ người áo xanh chậm rãi lên tiếng rồi đưa tay vào trong người lấy ra hai khối cầu màu lam nhìn hai viên cầu tỏa ra linh khí cho thấy đúng thật là yêu đan cấp 5. Hừ, các hạ chỉ dựa vào hai khối yêu đan này là muốn ta nhượng lại danh ngạch sao? hắn tử gầy gò nhìn hai khối yêu đan, trong ánh mắt cũng lộ vẻ tham lam thèm muốn. Nhưng sau đó hắn như nghĩ ngợi lại điều gì, tức thì hừ lạnh cự tuyệt. Người áo xanh nghe thấy như vậy cũng không hề giận dữ mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị. Sau đó khóe miệng của hắn khẽ rung vài lần như truyền âm tới hắn tử gầy gò, không rõ là đang nói gì đó. Hán tử gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thản nhiên, nhưng khi nghe mấy câu này thì đột nhiên biến sắc. "Ta nói chính là như vậy, tin rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này." Người áo xanh ra vẻ an nhàn thoải mái, những lời này hắn cũng không cần phải truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra. Thân sắc của Hán tử gầy gò càng lúc càng khẩn trương, mồ hôi theo lời nói người áo xanh mà từ từ xuất hiện. "Được rồi, nếu như đạo hữu đã nói như vậy thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi." Hàn tử gầy gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý. Nhưng câu này thì lại khiến cho sáu người đi cùng hắn biến sắc. Trương đạo Hữu người nói cái gì thế? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất cùng tiến cùng lui sao? Người hiện tại sao lại quyết định như vậy? Sắc mặt đại hán cầm y trầm xuống nhìn chầm chầm vào hán tử cao gầy. Hàn tử lạnh lùng nói, thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người. Các vị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác hắn từ gầy gò cười khổ nói một cách bất đắc dĩ lúc này đại hán cẩm y cũng chẳng biết nói gì bởi vì không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng nhìn ra vị trương đạo hữu này tựa như đã bị người ta hoàn toàn khống chế chính vì vậy hắn không thể không đem danh ngạch của mình nhường lại nếu đã như vậy thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì hơn may mắn là mặc dù thiếu đi một người nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn hừ không lẽ các người muốn là có thể vì tiện đổi người sao Lão giả hói đầu nhíu mày rồi đột nhiên chừng mắt lạnh lùng nói: "Cố Tiền Bối, ta." Hắn tử gầy gò giật mình vội lên tiếng muốn giải thích nhưng nhất thời cũng không biết phải nói sao. Lúc này người áo xanh lật bàn tay lấy ra hai cái hộp ngọc. Tiếp đó hắn khẽ rung tay, hai cái hộp ngọc chia làm hai ngã bay về tu sĩ, khuôn mặt nho nhã cùng lão giả hói đầu. Hai người thấy hộp ngọc bay tới bất giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn người áo xanh. Bên trong hộp là hai kiện bảo vật mà vãn bối vô ý có được. Hiện xin được kính tặng cho hai vị tiền bối người áo xanh thản nhiên nói. Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã kiểm tra qua hộp ngọc thì thấy quả nhiên hộp ngọc không bị động tay động chân gì. Nhưng cũng để cẩn thận, bọn họ chỉ dùng ngón tay khẽ hé mở hộp ngọc ra, tức thì bên trong phát ra mấy đạo hồng quang. Hai người đưa mắt nhìn sơ qua, tức thì ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bảo vật này khúc đạo hữu thật muốn tặng cho bọn ta sao? sắc mặt tu sĩ khuôn mặt nho nhã rốt cuộc cũng thay đổi. Tiền bối chắc cũng hiểu rõ, hai thứ đó mặc dù quý giá nhưng với tu vi của tại hạ hiện vẫn chưa thể sử dụng. Vì vậy vãn bối hy vọng có thể tới ngoại tinh hải để tiếp tục tìm tu tu sĩ áo xanh nói. Ha ha, được, nếu như khúc đạo hữu đã tặng trọng lễ như vậy thì hai người bọn ta cũng không thể không nể mặt. Đạo hữu hãy cùng sáu người kia cùng truyền tống đi, lão giả họ cố nhìn vật trong hộp hưng phấn nói lão hưng phấn tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đã đáp ứng. Vị tu sĩ họ kiền mặc dù không như họ cố kia nhưng cũng bị vật trong hộp làm động lòng. Vì vậy hắn cũng không lên tiếng phản đối mà im lặng đồng ý. Tất cả những việc này khiến cho những người trong điện ai nấy đều tò mò, hầu như trong đầu ai cũng có ý nghĩ muốn biết vật trong hộp là cái gì. Nhưng hai cái hộp mau chóng bị đám người tu sĩ hói đầu đóng lại khiến cho những người kia không dám mở thần thức ra tra xét. Vì vậy mọi người ai nấy cũng đều không biết. Chỉ có Đại Hán Cẩm Y Hình như còn kịp nhìn qua một chút, ánh mắt nhất thời tỏ ra kinh dị. Mặc dù hắn cũng không nhìn thấy rõ vật trong hộp là gì nhưng sau khi nghe người người áo xanh nói qua nói lại một hồi, chữ pháp bảo bất giác hiện lên trong đầu hắn. Không lẽ người này thật đem pháp bảo dâng tặng? Ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình, chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai vị tu sĩ kết đan kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng rồi quay người về phía tòa truyền tống trận phía sau, trong miệng niệm lẩm bẩm Nhìn thấy như vậy, đám người đại hán cẩm y không hề ngạc nhiên. Người áo xanh thì thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu may mắn tòa truyền tống trận quả nhiên đã bị động tay động chân. May mắn là ta không bất kể mà lao qua, nếu không chỉ sợ là không được như ý nguyện. Xem ra xuất ra hai kiện pháp bảo cũng không phải là vô ích. Người mang ý nghĩ như vậy đương nhiên chính là Hàn Lập đang cải trang, dùng luyện khí thuật để thu liếm tu vi. Còn hồng quang lóe lên trong hộp ngọc chính là pháp bảo hình phi đao hai thanh phi đao này chính là vật của hồ nguyệt bị huyền cốt sát hại khi xưa lúc ấy đã bị hắn tiện tay mang đi mặc dù dạng pháp bảo không có thần thông gì đặc thù hàn lập cũng có khá nhiều nhưng đối với các tu sĩ kết đan kỳ phổ thông thì lại là những bảo vật quý giá pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện ra để tăng uy lực lại có thể sử dụng trực tiếp dù cho không có tâm thần tương thông cũng có thể phát huy được tới bảy thành uy lực cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu dù sao trong rất nhiều năm qua pháp bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đa phần trong lúc đấu pháp đều đã bị hủy đi mặc dù cũng còn số ít tồn tại nhưng đại đa số nằm trong tay các lão quái nguyên anh kỳ hoặc các tu sĩ kết đan kỳ có thực lực còn một phần thì nằm trong tay các tu sĩ ẩn danh các thế lực nhỏ và bị bọn họ đem giấu đi các thế lực lớn như tinh cung mặc dù pháp bảo có rất nhiều nhưng cũng bởi vì thế lực quá lớn nên các tu sĩ kết đan trong cung cũng không ngừng tính kế tranh đấu còn hai người này chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ chưa hề lập được đại công đương nhiên là không được ban tặng pháp bảo vì vậy bỗng nhiên có được phi đao pháp bảo ngoài ý muốn thế này khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn phỏng chừng sau khi luyện hoa pháp bảo thì sẽ khiến thực lực bọn họ trong phút chốc gia tăng thêm một tầng còn về hán tử gầy gò ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi là bởi vì hàn lập thật sự được điểm yếu của đối phương ngày đó khi hàn lập nhìn thấy hán tử gầy gò từ tinh không điện đi ra mang theo thần sắc cổ quái vì vậy ngay tối hôm đó hắn đã lén vào trong phòng dùng bí thuật làm hôn mê đối phương mặc dù không có pháp thuật nào chân chính khống chế thần thức đối phương nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một khoảng thời gian cộng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để đối tượng thổ lộ ra một số bí mật giấu trong lòng kể ra vận khí của hàn lập cũng may mắn trong những lời của đối phương đã thổ lộ lại có việc hắn cùng hai vị tu sĩ tinh cung cố ý nâng giá phí truyền tống lên để gạt những người khác hàn lập chính là vừa đấm vừa xoa vừa uy hiếp vừa dùng hai khối yêu đan dụ dỗ. Hắn tử gầy gò quả nhiên kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không có chút gì phản kháng. Có lẽ vì hắn tử gầy gò nghĩ rằng chính hai tu sĩ tinh cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Chú ngữ không ngừng vang lên trong điện, bốn phía truyền tống trận không ngừng lóe bạch quang. Tiếp theo đó, một âm thanh trong trẻo vang lên, bạch quang bốn bể pháp trận đột nhiên biến mất. Được rồi, bình thường ở trong điện này đúng ra còn có thêm người nữa nhưng hôm nay vừa khéo hắn phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc. Bằng không thì dù các người có xuất ra linh thạch nhiều bao nhiêu hai người bọn ta cũng không thể lấy được. Hiện tại các người đem linh thạch ra đi, lão giả hói đầu nhìn cấm chế được dỡ bỏ khỏi truyền tống trận rồi quay đầu lại không chút khách khí nói với đám người đại hán cẩm y. Cả đám nghe xong tức thì ai nấy cũng đều lấy ra một túi chữ vật lớn đưa cho lão giả. Hàn lập thì lấy ra hai khối yêu đan khiến cho hói đầu lão giả nhất thời cảm thấy kinh dị. Sau khi kiểm tra một lần, lão giả hói đầu gật gật đầu. Lúc này tu sĩ khuôn mặt nho nhã mới lấy ra mấy đạo phù chú rồi đưa cho từng người. "Đây là truyền tống phù, các ngươi hãy mang theo bên người. Hiện tại có thể đi được rồi." Hắn đưa tay chỉ vào truyền tống trận, lạnh lùng nói. Mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, còn Hàn Lập thì không nói tiếng nào bước tới đầu tiên. Hắn không phải ý tài cao mà làm liều, mà bởi vì trước đó đã dùng thần thức quét qua truyền tống trận xác định đích xác mọi việc vẫn bình thường trên tấm bia phía trước truyền tống trận ghi rất rõ hai chữ kỷ nguyên trong đầu hàn lập không hề có chút ấn tượng gì về địa danh này xem ra chỉ còn cách tới đó thì mới biết nơi này có gì đặc biệt chương 509, tái lâm ngoại hải mấy người đại hán cẩm y thấy hàn lập đi trước thoáng chút trần chờ rồi cũng trước sau bước tới thấy bảy người hàn lập ai nấy đều bước vào trong pháp trận tu sĩ họ kiền thoáng mỉm cười tay bắt pháp quyết đầu ngón tay dần hiện ra từng điểm bạch quang hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra ngoại tinh hải, mấy vị sẽ không ở ngoại tinh hải nói lung tung gì chứ. Hắn nhìn bạch quang trên đầu ngón tay đột nhiên lãnh đạm hỏi. Đương nhiên là không, tiền bối có tấm lòng bao dung như thế, bọn ta cảm kích còn không đủ thì sao lại làm những chuyện tiểu nhân như vậy. Huống chi dù bọn ta có nói thì cũng làm được gì hai vị tiền bối. Đại hắn cầm y cực kỳ cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói. Tốt lắm, các ngươi hiểu như vậy là tốt. Hai người bọn ta dù gì cũng có một chút địa vị trong tinh cung, dù cấp trên có biết thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quá nếu như có chút đồn đãi từ bên ngoài thì ta cùng cố đạo hữu cũng sẽ không có nương tay đâu. Ngoài ra nghe nói các người đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai cũng đều mang theo cảm ứng châu, đúng là suy nghĩ rất chu đáo. Chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không vì chút linh thạch này mà làm xấu cả thanh danh của mình tu sĩ họ kiền nhìn đại hán cẩm y, sắc mặt lạnh lùng nói ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại nhưng không hiểu vì sao tới hàn lập thì lão lại bỏ qua tiền bối anh minh bọn vãn bối đúng là dùng lòng tiểu nhân để đo quân tử đại hán cẩm y cố mỉm cười sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh hư không cần nhiều lời nữa các ngươi tự lo cho tốt đi tu sĩ họ kiền không muốn nói nữa ngón tay bắn ra pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào truyền tống trận tức thì linh thạch bốn phía pháp trận bừng lên ánh sáng trắng Tiếp theo đó, hình ảnh bảy người trong truyền tống trận dần biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nói là đưa truyền tống phù giả cho bọn họ sao? Người sao lại đem đồ thật ra vậy? Cái này hình như không giống như bọn ta thương lượng lúc đầu. Lão giả hói đầu nhìn thấy đám người hàn lập cứ như vậy mà theo truyền tống trận biến mất, khuôn mặt chợt biến sắc ngạc nhiên hỏi. Nếu như thật có thể đem truyền tống phù giả ra, người nghĩ ta lại đi hạ thủ lưu tình sao? Cái tên ra hỏa tặng bọn ta pháp bảo vốn là một lão quái vật nguyên anh kỳ, phù giả mà đem ra, chúng ta chẳng khác nào chọc lão nổi giận đem bọn mình giết sạch tu sĩ họ kiền hừ lạnh sắc mặt nhăn nhó nói, rồi đưa tay lên chán lau mấy giọt mồ hôi. Nguyên Anh Kỳ, Kiền Huynh, người không phải đang nói chơi chứ, người này rõ ràng chỉ là chút cơ hậu kỳ thôi mà lão giả hói đầu ngẩn người sau đó kinh hãi nói. hắn tử gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi, nghe thấy lời này sắc mặt càng mờ mịt không hiểu. Cố Huynh chắc cũng biết ta có một con linh thú yếm não, nó vốn chẳng có bản lãnh gì đặc biệt nhưng về phương diện cảm ứng thần thức người khác thì lại đặc biệt nhạy cảm tu sĩ họ kiền lật bàn tay, một con linh thú nhỏ như con mèo con hiện ra trong lòng bàn tay. Linh thú này hai tai dài như tai thỏ, vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn bốn phía đánh giá, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Khí tức cùng thần thức của đối phương ban đầu đích thực được thu liếm rất thần bí, dù cho yếm não cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nhưng khi ta đem cấm chế truyền tống trận giải trừ thì đối phương có dùng thần thức lén tra xét pháp trận nhân cơ hội này linh thú mới phát hiện ra yếm não thú của ta cho dù là tu sĩ kết đan trung kỳ nó cũng có thể phân biệt tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng nhưng còn lần này nó không ngừng ở trong tay áo ta run rẩy căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào điều đó cho ta biết thần thức của đối phương cao thâm không thể lường loại tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi tu sĩ họ kiền vừa nói vừa đưa tay vuốt vẹ yếm não thú Nói như vậy đối phương thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ lão giả hói đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dù cho không phải thì cũng là kết đan hậu kỳ, với tu vi đó thì giết ngươi và ta căn bản không tốn bao nhiêu sức lực tu sĩ họ kiền khẳng định. Lần này nhờ có kiền huynh cơ chí, nếu như thật lấy ra giả phù ra thì chúng ta đúng là tự tìm đường chết. Ta thấy người này dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo mà không chút đau xót, thì ra là một lão quái vật. Chỉ là đem đối phương truyền tống ra ngoại tinh hải không biết có phiền phức gì không. Lão giả nghĩ ngợi một chút rồi giật mình hỏi, phiền phức gì chứ, đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu nguyên anh kỳ, có lẽ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh cung chúng ta cùng nghịch tinh minh nên mới mượn đường ra ngoại tinh hải. Đương nhiên việc có tu sĩ nguyên anh kỳ từ tay chúng ta mà truyền tống ra ngoại tinh hải tuyệt không thể để cho cấp trên biết. Bằng không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, tu sĩ họ kiền nhẹ nhàng nói với lão giả nhưng tới câu cuối thì sắc mặt chợt lạnh sau đó ánh mắt không chút hảo ý liếc qua nhưng hán tử gầy gò đang trợn mắt sững sờ đứng ở một bên. Bị ánh mặt lạnh lẽo của tu sĩ họ kiền nhìn, hán tử gầy gò dùng mình ớn lạnh bất giác như nghĩ ra chuyện gì đó. Hắn vội vã lui về sau, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói. Những gì hai vị tiền bối vừa nói, ta không nghe thấy gì cả, càng sẽ không nói lung tung. Ta, hán tử gầy gò chưa dứt lời thì một đạo hoàng quang vô thanh vô tức từ phía sau bay tới cuốn lấy một vòng, cả người hán tử tức thì bị chém làm mấy đoạn. Việc này tuyệt không thể để cho ai biết được, dù giữa ta và ngươi vốn cho chút quan hệ, vốn muốn thả ngươi, chỉ đáng tiếc vận khí ngươi không tốt mà thôi lão giả hói đầu triệu hồi pháp bảo lạnh lùng nói. Tiếp đó, một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bay ra, trên thi thể bùng lên hỏa quang rồi biến thành cho bụi. Tu sĩ họ kiền thấy vậy mãn nguyện gật đầu, sắc mặt lộ vẻ an tâm. Phía đầu kia của truyền tống trận, hàn lập cùng sáu người trong ánh bạch quang xuất hiện trong một gian phòng cũ kỹ ánh ma Hàn Lập liếc sơ qua thấy phía góc trong phòng có một tu sĩ tinh cung hơi gầy đang cùng một tu sĩ mặc áo màu cho nói gì đó. Vừa thấy bảy người Hàn Lập xuất hiện, vị tu sĩ tinh cung thoáng nhíu mày đưa mắt nhìn, rồi không có chút hứng thú tiếp tục quay đầu nói chuyện với tu sĩ áo cho. "Ta đã nói rồi, thượng cấp đã có quy định hiện tại truyền tống trận chỉ có thể truyền một hướng. Chỉ có thể tới chứ không thể đi. Truyền tống phù trên người ta đã bị thượng cấp phái người thu lại hết, ngay cả ta cũng vô phương trở về." đạo hữu dù có bức bách ta cũng vô dụng mà thôi vị tu sĩ trông coi truyền tống trận tức giận nói. Vớ vẩn, mấy ngày trước chẳng phải có người vừa mới trở về sao. Ta vừa tới thì lại nói chỉ truyền tống một chiều tu sĩ si áo cho giận dữ nói. Hừ, giải thích thì cũng đã giải thích rồi. Người nghe hay không ta không có nhiệm vụ phải nói thêm gì nữa tu sĩ tinh cung chừng mắt nhìn đối phương, rồi không thèm để ý tới nữa mà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi, tu si áo cho thấy đối phương không thèm để ý tới mình, sắc mặt đỏ ửng nhưng không biết làm thế nào. Động thủ với đối phương, hắn thật không có cái gan đó. Nhất thời tu si áo cho nóng lòng chỉ biết đi tới đi lui. Bất giác ánh mắt của hắn nhìn tới đám người hàn lập thì đột nhiên vui mừng. Không biết các vị đạo hữu có phải vừa từ tinh thành tới đây. Tu sĩ áo cho bước tới vài bước nhìn đại hán cẩm y trong bộ dáng là thủ lĩnh khách khí nói. Không sai, Bọn ta chính là vừa từ đó tới đây, đạo hữu có việc gì sao? Đại Hán Cẩm Y nhìn đối phương cũng là chúc cơ hậu kỳ liền không dám chậm trễ trả lời nhưng trong lòng thầm đoán ra đối phương muốn hỏi gì rồi. Tại Hạ Hứa Vân đã tới ngoại tinh hải được mấy năm, có thể cho tại hạ hỏi một chút, hiện tại nghịch tinh minh trong nội tinh hải đã khai chiến chưa? Tu si áo cho tràn đầy hy vọng hỏi, Đại Hán Cẩm Y thấy bộ dạng đối phương như vậy thật không biết đối phương muốn biết tin tức gì chỉ là có lẽ tình huống thực tế sẽ khiến đối phương càng thêm thất vọng vì vậy hắn cũng không chút che giấu mà nói hết đích thực chính ma lưỡng đạo hợp sức thành lập nghịch tinh minh hơn nữa đại chiến có vẻ là sắp bắt đầu mấy người bọn ta chính là không muốn bị kéo vào trong đó nên mới truyền tống tới đây chỉ sợ hứa đạo hữu lúc này tạm thời không thể trở về được rồi thế là thế nào ta không dễ dàng gì mới thu đủ tài liệu đang muốn trở về luyện đan để khuyển tử phục dụng cứ như vậy chẳng phải lỡ việc rồi sao tu si áo cho nghe thấy như vậy bất giác xứ người, sắc mặt lộ vẻ đau khổ. Những người khác nghe xong thật không biết nói sao. Bọn họ vắt hết đầu óc nghĩ cách mới ra được ngoại tinh hải, còn bây giờ người này thì lại hao phí tâm trí để trở về. Đúng là bó tay, tại hạ dịch kính, mấy người này là trí hữu của ta. Hứa đạo hữu nếu đã sống ở đây nhiều năm thì có thể nói sơ qua tình huống của kỷ uyên đảo được không? Bọn ta cũng sẽ không để đạo hữu nói không công nguyện ý xuất ra chút linh thạch để trả thù lao trầm ngâm đôi chút, đại hán cẩm y chợt trở nên nhiệt tình nói với tu si áo cho. Thù lao thì thôi đi, vừa rồi các hạ trả lời vấn đề của ta thì coi như là đã hồi báo rồi. Đạo hữu có nghi vấn gì cứ hỏi, hứa mỗ tuyệt sẽ không biết mà không nói tu sĩ si áo cho dù đang rất đau khổ nhưng cũng dáng gượng lấy tinh thần trả lời. Tức thì đám người đại hán cẩm y ai cũng lộ vẻ vui mừng. Tới một nơi xa lạ bóng dưng có người nói qua tình huống nơi này, tự nhiên với bọn họ là điều quá tốt. Hàn Lập chứng kiến tất cả, chỉ khẽ mỉm cười, hai tay khoanh lại im lặng như muốn nghe đối phương nói những gì. Chương 510, Hắc Thạch Thành, nơi này nói chuyện có chút không tiện, Hứa đạo Hiếu, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không? Đại Hán Cẩm Y nhìn một chút bốn phía nhà đá cùng tu sĩ tinh cung ở góc nhà rồi đề nghị. Bên ngoài, được Hứa Vân kia cũng đồng ý, Đại Hán Cẩm Y mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn Hàn Lập ra vẻ tươi cười nói. Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác đại hán cầm y lộ ra bộ dáng muốn mượn sức hàn lập hàn lập nghe xong lời này nhãn tình biến đổi nở nụ cười được khúc mỗ cũng đang muốn nghe một chút hàn lập cười nói sau đó không thèm để ý lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên sao vậy vị đạo hữu này và các vị không phải đi chung sao tu sĩ nọ thấy cảnh đó cũng có chút ngoài ý muốn hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc trước giờ chưa hề gặp nhau người trung niên mặt đen tựa hồ đối hàn lập vẫn còn bảo tồn một tia địch ý đột nhiên mở miệng nói lời này làm đại hán cẩm y nhíu mày có chút không vừa ý nhưng hắn cũng không nói gì mà hứa vân sau khi gật đầu cũng không tỏ vẻ gì mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá cảnh tượng khiến cho hàn lập đã đứng ở ngoài phòng đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá nơi này cùng với ngưng thúy đảo mà lần trước hàn lập đi qua hoàn toàn bất đồng nơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị Mặc dù đơn sơ không lớn lắm, phương viên chỉ có hơn 20 dặm, nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên. Tòa nhà có truyền tống trận ở vị trí trung tâm của Thạc Thành, xây dựng trên một cái đài như là tế đàn, bốn phía có các thềm đá. Bởi vì ở địa thế cao, nên đứng ở trên đây quan sát không sót điều gì. Trung quanh thành thị được bao quanh bởi tường đá cao chừng 3, 4 trượng. Phía bên ngoài tường đá lóe lên tầng hào quang màu trắng, đem cả tòa thành bao trùm vào bên trong. Trên bức tường đá có những tòa nhà nhỏ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có tồn tại lầu các gì cả, tất cả đều là một dạng nhà như nhau. Nhìn lướt qua, trong thành có rất nhiều nhà, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập, nếu không phải nối với nhau, thì cũng chiếm một diện tích kinh người. Sơ sơ cũng cả vài chục trường, mà càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, lúc này bên trong thành, lại có một số tu sĩ cùng người thường xen lẫn nhau, tới lui trên đường phố, không vội vã ra vào các căn nhà nếu chỉ có vậy cũng không đủ làm hàn lập giật mình mà cái chính là trong số những người đó phần lớn là những nữ tử xinh đẹp ăn mặc hoa lệ như hồ điệp bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng khuôn mặt thanh tú như thiếu niên hàn lập có chút hơi ngỡ ngàng đám người đại hán cẩm y cùng hứa vân đi ra nhìn thấy tình hình của tòa thành này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết rằng bọn họ vốn tính đi ngoại tinh hải nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đảo nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh xung quanh có chút không tương xứng. Lưu Đạo Hiếu, đem ngọc giản có chứa tư liệu của kỳ huyên đảo ra cho mọi người cùng xem lại một chút, chẳng lẽ chúng ta xem có gì sai đại hán cẩm y trên mặt lộ ra vẻ khác thường trầm giọng nói. Ta, để ta xem lại lần nữa Lưu Phu Nhân vội vàng lên tiếng, thò tay vào túi chữ vật. Mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì, những tin tức về kỳ huyên đảo trước kia mà các người biết đại bộ phận đều là ngụy tạo, đương nhiên khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn hứa vân lại khoát tay chặn lại không để phụ nhân tìm ngọc giản nữa. Ngụy tạo, lời này rốt cuộc là có ý gì? Đại hán cẩm y thần sắc biến đổi. Rất đơn giản, kỳ uyên đảo này cùng với yêu thú đảo không giống nhau. Phàm là từ đây trở về, các tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng một loại tin tức. Nhìn tình hình trước mắt, các vị đạo hiếu đã tới đây rồi, ta không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo hứa vân vừa cười vừa nói. Thống nhất truyền một loại tin tức, có thể làm vậy không lẽ là tinh cung? Lưu phu nhân lộ ra vẻ bất an, mặc dù không phải tinh cung, nhưng mà nơi này đích xác bị một thế lực cường đại thống trị, lực lượng của thế lực này cho dù là tinh cung cũng không dễ dàng đắc tội hứa vân thở dài một hơi nói. Lời này thốt ra, hàn lập nhíu mày giật mình, càng không nói là đại hán cẩm y. Giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau, hắc hắc, kỳ thật, nơi này cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, về mặt nào đó, địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được hắc thạch thành này đúng là một tòa thành trên kỳ uyên đảo và là tòa thành duy nhất trên đảo chỉ những người có thực lực hoặc lượng lớn linh thạch hay yêu đan thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm ở đây vô luận là song tu lô đỉnh đỉnh cấp hay là pháp bảo uy lực cường đại linh thú giá trị liên thành tài liệu trăm năm khó tìm mọi cái đều có hứa vân sau khi cười chợt dùng một loại khẩu khí tràn ngập sử dụng hoặc lớn tiếng nói làm cho một số người thường và tu sĩ đi ngang qua nhìn lại nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi bất quá nghe được lời này đám người đại hán cẩm y càng thêm kinh nghi bất định mà hàn lập thần sắc vẫn như thường tiếp tục nhìn quanh quan sát tựa hồ căn bản không nghe thấy gì lạ mọi diễn biến đều thu vào trong mắt hứa vân hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của hàn lập hứa huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút không đại hán cẩm y hít sâu một hơi trầm giọng hỏi đương nhiên có thể nếu ta nhất thời đã đi về không được vậy trước hết dẫn mấy vị đi dạo một chút đồng thời giải thích tình hình với các vị cũng hay hơn là tại hạ nói xuông nhiều, chư vị chỉ cần sau này có chỗ tốt đừng quên hứa mỗ là được hứa vân tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái uể oải phi thường sảng khoái nói. Nếu đúng như hứa huynh nói, nơi này tựa hồ không giống với các tòa thành thị bình thường đại hán cẩm y nhìn chằm chằm vào một vị nam tu sĩ, mặt lộ vẻ dị sắc nói. Vị nam tử tuấn tú ôm một nữ tử ở ngã tư đường hùng hổ đi tới, mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ, người thường không ra người thường, Hứa Vân thấy cảnh này cũng không nói gì, dẫn mấy người hướng đến tòa nhà đá ở phụ cận đi tới. Ngôi nhà đá đen này Hàn Lập đã sớm chú ý tới, trong thành nội, nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất. Từ xa nhìn lại, đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ tấp nập ra vào nơi này, hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải thiên tinh thành, nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra, thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu. Nếu vi phạm kết quả sẽ là hình thần câu diệt, thì tuyệt không có đường khác hứa vân trịnh trọng dặn dò. Không thể nào, vậy so với thiên tinh thành trừng phạt còn nghiêm trọng hơn. Trung niên mặt đen nghe xong giật mình hoảng sợ nói, đích xác so với thiên tinh thành nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng các tu sĩ sau khi vào thành xây chung sẽ được hoàn toàn yên tâm, không lo về an toàn nữa. Theo ta được biết, phàm là trong thành động thủ trả thù, chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối nguyên anh kỳ tỏa trấn hứa vân chậm rãi giải, giải thích tu sĩ nguyên anh kỳ đại hán cẩm y thần sắc đại biến chung quanh mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ hàn lập trong lòng dùng mình để tâm cảnh giác được rồi có gì vào bên trong thì nói tiếp hai nữ tử tươi cười đám người đại hán cẩm y đi theo hứa vân thấp thỏm bất an tiến vào bên trong thạch phòng trong mắt hàn lập lóe lên tia dị sắc trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong vừa tiến vào cửa Bên trong có một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt. Tấm bình phong màu phấn hồng, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời, mặc dù chi vẽ bóng lưng nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một hiện pháp khí phẩm cấp không thấp. Sau tấm bình phong là một vòng cửa hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng với một nam tu sĩ cười nói gì đó. Nói cũng kỳ quái, vị nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động giở tay nhấc chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười lại càng tạo ra một thần thái động lòng người. Tên nam tu sĩ kia cùng với nàng ta đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm. Bất quá, vị nữ tử này vừa thấy đám người hứa Vân vào, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sau khi vỗ nhẹ tay, từ sau tấm bình phong lập tức đi ra một nữ tử phàm nhân tuổi còn trẻ, dưới ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ, mà dẫn hắn đi vào phía sau tấm bình phong chương 511, Hải Uyên yêu thú. Không phải là hứa đạo hữu sao? Nghe nói đạo hữu phải về ngay thiên tinh thành, vẫn không cách nào truyền tống sao? Thanh âm mềm mai nhu nhuyễn của nữ tử này khiến người nghe thấy thoải mái cực kỳ. Mà hàn lập lại lơ đãng nhướng mày, trong lòng cười khổ không thôi. Như hắn nhìn thấy đại bộ phận nữ tu này, tựa hồ đều cũng tu luyện qua mỹ thuật bí công. Mặc dù nữ tử trước mặt, mỹ thuật không bằng mấy người tử linh, nguyên giao, nhưng làm cho một số nam tu cấp thấp say mê cũng có thể dễ dàng làm được nghĩ tới đây ánh ma hàn lập đảo qua đại hán cẩm y cùng hứa vân còn có thể mặt không đổi sắc các nam tử còn lại khác thần sắc đều mất tự nhiên ánh mắt cố ý vô tình chuyển động không ngừng trên người nữ tử này mấy vị này là đạo hữu mới tới ta dẫn bọn họ đi kiến thức một chút về phần trở về thiên tinh thành ta thấy nhất thời là không xong rồi không nghĩ tới đồn đãi đều cũng là thật bên kia thật sự đã đánh nhau hứa vân có chút không cam lòng oán hận nói. Ở tại chỗ này cũng không tệ mà, nếu thật sự phải đi, thiếp thân chẳng phải là mất đi một vị khách quen sao minh phu nhân che miệng, đôi mắt thu ba lưu động, cười dài nói. Cái loại nữ tử phong tình thanh thuộc mê người này, làm cho đám người tu sĩ mặt đen nhìn không chớp mắt. Hai núa tu cũng mặt đỏ tới mang tai, minh phu nhân, những người này đều là do tại hạ dẫn tới. Mau cấp cho tại hạ tiêu bài kế tiếp đi chứ hứa vân gọi ra tên của phụ nhân, đối với nữ tu trước mặt thi triển mỹ thuật có chút bất mãn. Hi hi, biết rồi, nhị vị đạo hữu này tu vi, định lực đều không dưới hứa huynh. Xem bộ dáng ở tại kỳ uyên đảo này tuyệt đối không vấn đề minh phu nhân khe khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua hàn lập cùng đại hán cẩm y. Nghị ý trên mặt thu lại, trở thành một vị phụ nhân tướng mạo bình thường. Biến hóa cực nhanh làm cho những người khác đối diện đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tinh táo lại tràn đầy vẻ xấu hổ. Bộc bộc hai tiếng, nữ tử này vỗ tay, từ sau bình phong đi ra một nữ tử phàm nhân trẻ tuổi. Đưa hứa tiên sư đến đấu giá thất đi, đấu giá hẳn là mới bắt đầu không lâu minh phụ nhân hướng nữ tử phàm nhân này lạnh lùng nói. Sau đó khoát tay, ném một khối lệnh bài màu xanh biết cho hứa vân. Hứa vân tiếp nhận tiêu bài, cũng không thèm nhìn tới nữ tử phàm nhân mà hướng tới cánh cửa bên cạnh đi tới. Đám người hàn lập tự nhiên theo sát sau đó, vượt qua cánh cửa, trong nháy mắt hàn lập cảm giác được một tia linh khí dị động. Tựa hồ tiến vào trong cấm chế nào đó, thần sắc dao động, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Trước mắt mọi người sáng ngời, cảnh vật phía sau bình phong lại có khác hẳn bên ngoài. Một thông đạo dài rộng chừng hai trượng, đem mặt sau nhà đá biến thành hai tòa đại sảnh diện tích không nhỏ. Đại sảnh bên trái rộng mở sáng ngời, trừ mấy cột đá đen cao lớn ra thì một chút ngăn cản cũng không có, hơn nữa bên trong cực kỳ náo nhiệt. Có gần hai ba mươi tên tu sĩ ngồi nối nhau đợi ở nơi này. Mà trong đám tu sĩ này, mỗi gã đều có nữ tử phàm nhân bồi tiếp. Mặc dù có một số nam tu sĩ dùng ánh mắt mê đắm đánh giá những nữ tử phàm nhân quần áo thiếu vải này, nhưng nhiều lắm là trêu chọc cười cợt vài câu, chứ không ai thật sự động tay chân, tựa hồ kiêng kỵ gì đó. Cuối đội ngũ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bạch quang lập lè. Tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng trên cửa nhấn một cái là người có thể đi vào. Nhưng mỗi lần cũng chỉ một người có thể vào mà thôi. Mà đại sảnh bên phải hoàn toàn bị một tầng sáng màu lam nhạt chế trụ, căn bản cô nhìn rõ bất kỳ thứ gì bên trong nơi này tên là minh châu hiên là nơi chuyên môn mua thu của các tu sĩ tại hải ngoại đem đổi thành linh thạch hoặc kiểm tra đồ vật chân quý sau khi xem xét trực tiếp tham gia đấu giá cũng được trong thành cũng có nhiều địa điểm kinh doanh như thế này các các thế lực khác nhau mở ra mỗi một thế lực sau lưng đều có một vị tu sĩ nguyên anh kỳ chống lưng nếu không tại địa phong vô pháp vô thiên này không cách nào đứng vững được có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy chẳng lẽ là tứ đại thương minh vị lưu phụ nhân nghe xong lời này hít một hơi lạnh, thì thảo nói. Tứ đại thương minh, nơi này cũng không có phân chi của bọn họ, có lẽ các yêu thú đảo khác đều bị tứ đại thương minh lũng đoạn. Nhưng kỳ huyên đảo này là nơi duy nhất hoàn toàn do nhiều thế lực liên thủ khống chế yêu thú đảo. Mấy thế lực này nếu ở nội tinh hải một thân một mình có lẽ căn bản cô cách nào cùng tứ đại thương minh đối kháng. Nhưng nếu liên thủ, cho dù là tinh cung cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bất quá, bọn họ liên thủ cũng chỉ giới hạn trong kỳ uyên đảo mà thôi hứa vân không nhanh không chậm nói nghe khẩu khí này của hứa huynh chẳng lẽ kỳ uyên đảo có chỗ gì đặc biệt sao sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy dám cùng tứ đại thương minh đối kháng đại hán cẩm y cũng là hạng tâm cơ hơn người cũng nghe ra chỗ kỳ lạ trong đó ha ha dịch huynh đoán không sai nơi này đặt tên là kỳ uyên chính là nói hải vực phụ cận đích xác có một tòa hải uyên yêu thú sâu không lường được Nơi này thường xuyên gặp yêu thú cấp cao mà yêu thú đảo khác khó mà gặp được. Nghe nói còn có yêu thú đã ngoài 8 cấp xuất hiện qua. Vì mấy yêu thú cấp cao này, các thế lực có cao nhân nguyên anh kỳ chống lưng đương nhiên không cho Tứ Đại Thương Minh lần nữa độc chiếm. Nghe nói, khi vừa mới phát hiện Hải Uyên yêu thú này thì mấy thế lực đó cùng Tứ Đại Thương Minh đại chiến qua nhiều trận. Sau chính tinh cung ra mặt tiến hành hòa giải, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì mà đảo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý tình huống chân thật của kỳ uyên đảo cũng bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hải nếu không sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để diệt khẩu hứa vân thần sắc như thường giải thích nghe đến đó hàn lập kinh ngạc không ít đám người đại hán cẩm y nghe vậy càng biến sắc yêu thú đã ngoài tám cấp kia không phải tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ sao nơi đây thật tồn tại loại yêu thú này đại hán cẩm y cô bảo chỉ được sự chấn định hỏi cái này cũng khó mà nói rõ được ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua bất quá yêu thú cấp 7 đích xác đã có người giết qua. Khối yêu đan cấp 7 nọ chính là ở nơi này đấu giá với giá trên trời. Cuối cùng bị một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ mua đi hứa vân có chút hâm mộ nói. Nghe ý tứ của hứa đạo hiếu, hải huyên yêu thú so với hải vực bình thường tựa hồ tốt hơn nhiều sao. Hàn lập nãy giờ vẫn cô nói gì, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Hải huyên yêu thú đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Bất quá, cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở nơi này, cho nên tu sĩ bị giết ở nơi này cũng tương ứng hứa vân có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói nghe mấy lời này đám người câm y đại hán còn có chút bán tin bán nghi nhưng trong lòng hàn lập đối với hải uyên cũng có nhận biết đại khái nơi này hiển nhiên là có thu hoạch lớn nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương đương trách cô được lại kỳ lạ như thế trong lúc hàn lập im lặng cô nói nữ tử phàm nhân dẫn đường lại cung kính hỏi mấy vị tiên sư định đi giám bảo thính trước hay trực tiếp đi qua bảo thính giám bảo thính không có cái gì đáng xem chỉ là ó thứ gì đó không nhận ra thì đưa cho giám định sư nhìn qua một chút trực tiếp đổi thành linh thạch hoặc tham gia đấu giá mà thôi chúng ta trực tiếp đi tới bảo thính là được nơi đó sẽ làm chư vị đạo hữu mở rộng tầm mắt hứa vân hiển nhiên đối với nơi này quen thuộc dị thường không cần nữ tử phàm nhân kia dẫn đường dẫn đầu hướng tới đại sảnh bên phải mà đi đến lúc đến gần màn hào quang hắn không nói hai lời, sử dụng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hoa lên, mở ra một cánh cửa hình tròn, sau khi đưa tay mời đám người Hàn Lập thì đi vào. Đám người đại hán cẩm y tới lúc này cũng không khách khí, liền theo sau nối đuôi mà vào. Người không cần đi vào, Hàn Lập nhìn thoáng qua nữ tử phàm nhân cung kính đứng ở ngoài cửa hỏi. Chúng tôi là phàm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thính. Thiếp thân chỉ có thể ở bên ngoài chờ chư vị tiên sư nữ tử phàm nhân mỉm cười giải thích cho Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu cô nói gì nữa, cũng đi vào trong mà hào quang màu lam nọ. Quang mang liền tự động khép lại, bề mặt đơn sơ dị thường, trừ mấy chiếc ghế ra, ở cuối đại sảnh chỉ có một cái thạch đài chừng mấy trượng nhô lên. Phía sau thạch đài đang có một lão giả tay bầy một món đồ như là một hòn đá lam quang lập lòe, miệng lưu loát nói cái gì đó. Mà đối diện hắn, hoặc đứng hoặc ngồi có mười mấy tên tu sĩ các cấp, có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng không có tu sĩ cấp cao kết đan kỳ, Khối lam quang thạch này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính. Nguyên chủ nhân hiện lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất. Quy định như cũ, một lần tăng giá ít nhất 30 linh thạch, bây giờ có thể bắt đầu ra giá trên đài đá lão giả nói lớn. 530, 580, 600, lão giả vừa nói xong thì phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra giá, mặc dù chưa nói mức giành nhau nhưng cũng tới giá gần 700, được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua, thanh toán linh thạch tại chỗ lập tức mang vật đi. Tiếp theo là một kiện pháp khí thủy thuộc tính, lão giả cơ hồ không nghỉ ngơi tiếp tục đấu giá một kiện vật phẩm nữa. Hàn Lập tự nhiên sẽ không có hứng thú gì với pháp khí này. Ánh mắt đảo qua trong lồng sáng này, nhìn thấy đám người Hứa Vân đứng ở trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau, vì vậy thần sắc không đổi mà đi qua. Chương 512, nữ tu lô đỉnh, nơi này so với các chỗ đấu giá thông thường khác cũng không có gì khác biệt, Hứa đạo hữu đặc biệt đưa chúng ta đến nơi này thật có thể kiến thức điều gì kỳ lạ phụ nhân họ lưu trong đoàn của đại hán cẩm y có chút nghi hoặc hướng về hứa vân hỏi yên tâm ở tại phòng đấu giá này tuy rất hay mở ra cứ mấy ngày nửa tháng thì tổ chức một lần thế nhưng cũng có vài loại vật phẩm đặc thù được đem đi đấu giá lần nào cũng vậy tuy chúng nó cũng không phải là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá nhưng ở nội tinh hải quả thực không thể dễ dàng thấy được hứa vân lộ ra một chút thần bí nói nhưng sau đó thấy hàn lập đi tới lại hướng tới hắn cười đầy thiện ý Hàn Lập tùy ý, ý gật đầu, đột nhiên hỏi một câu khiến đối phương có chút ngoài ý muốn. Hứa đạo hiếu, hắc thạch thành này có bao nhiêu tu sĩ? Thoạt nhìn thì tu sĩ cũng không nhiều lắm, khúc huynh ánh mắt thật sự lợi hại. Hắc thạch thành ngoại trừ mấy cái nhà trọ có thể tạm thời cho người ở ra, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến trọ. Tu sĩ cấp cao thì đã có động phủ của chính mình trên các đảo nhỏ khác, tu sĩ cấp thấp thì tụ tập lại thành những chấn nhỏ sống cùng với người bình thường, tu sĩ tới hắc thạch thành đều là để buôn bán. Hơn nữa càng là tu sĩ cấp thấp thì số lần tới càng nhiều hứa vân ngược lại thản nhiên thừa nhận nói. Không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài chúc cơ kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoại tinh hải sao. Nơi này sao lại có nhiều người bình thường cùng tu sĩ luyện khí kỳ như vậy đại hán cẩm y trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi ra vấn đề mà Hàn Lập cũng có chút nghi ngờ. Lời này của dịch huynh chính là vấn đề then chốt, đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa kỳ huyên đảo cùng với yêu thú đảo khác. Các yêu thú đảo khác, đều có một số tu sĩ cấp cao chuyên môn vì bắt giết yêu thú mà truyền tống tới, bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều sẽ phản hồi nội tinh hải. Mà ở kỳ huyên đảo, nhiều năm sau khi được tìm ra, tại vùng phụ cận hải đảo các thế lực này tìm được vài tòa linh thạch quáng, cũng đã mở ra một nơi sản xuất nguyện liệu cần cho tu luyện. Trên cơ bản có khả năng tự cấp tự túc, kể từ đó, cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền tống đến, người bình thường không có linh căn cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta còn nghe nói, thế lực quản lý Hắc Thạch Thành đang dần dần đem nhân thủ chủ yếu từ nội tinh hải rời đến đây. Phòng chừng qua mấy vạn năm nữa nơi đây có lẽ sẽ biến thành một nội tinh hải thứ hai. Bất quá ngoại trừ Hắc Thạch Thành này ra, các đảo nhỏ khác mà phàm nhân cùng tu sĩ tập hợp thành thôn làng đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn, bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ bất ngờ bị các yêu thú cấp cao hủy diệt, nơi này hình thành là do năm đó tổ tiên chúng ta từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. Hứa vân vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng những lời nói này, lại làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mồm lên. Tinh cung cùng những thế lực khác không hỏi gì đến nơi này sao? Cẩm ý đại hán khẽ thở ra một hơi, trầm giọng hỏi. Nơi này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm. Huống hồ chi nội tinh hải cũng đủ lớn để bọn họ lo rồi, ai mà còn thời gian để quản đến nơi này. Mà nhờ đó nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt tại kỳ uyên đảo này, nếu không bên trong nội tinh hải lúc này sợ rằng càng hỗn loạn hơn nữa hứa vân hừ lạnh một tiếng nói, Hiển nhiên đối với tinh cung đột nhiên phong bế truyền tống trận, vẫn còn một bụng oán khí. Mấy người đại hán Cẩm Y nghe xong những lời này, cảm giác rất có đạo lý, nhìn nhau vài cái rồi không nói về đề tài này nữa. Bọn họ những tu sĩ nhỏ nhoi, chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa đến người. Sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một gã trung niên áo lam mang một cái hộp gấm màu đỏ, xuất hiện phía sau lão giả chủ trì buổi đấu giá, trong hộp gấm có đặt một quả cầu to bằng nắm tay màu trắng. Hứa vân thấy vật này, tinh thần chấn chỉnh hẳn lên. Chư vị đạo hiểu chú ý, tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của kỳ yên đảo, chính là trứng cổ yêu thú. Tuy chưa phải là chân phẩm gì nhưng mấy thứ này ở nội tinh hải thì giá linh thạch trên trời, tại kỳ yên đảo thì tiện nghi hơn nhiều. Bởi vì ngoại trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đại bộ phận các loại trứng yêu thú đều là không thể thông qua truyền tống, kết quả nếu dáng mang theo truyền tống đi thì chỉ có biến thành trứng chết mà thôi. Bởi vậy mỗi khi có một ít trứng yêu thú quý hiếm xuất hiện thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại Kỳ Nguyên đảo cũng sẽ truyền tống đến Hắc Thạch Thành mà mua linh thú. Chờ sau khi trứng nở ra linh thú, lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng đến khi khả dĩ có thể qua được các giai đoạn của truyền tống, mới quay về Nội Tinh Hải. Trứng yêu thú Đại Hán Cẩm Y hai mắt chợt sáng ngời. Muốn bồi dưỡng một yêu thú cấp cao chính là chuyện ao ước đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao. Ở nội tinh hải tìm một linh thú tốt, chính là muôn vàn khó khăn. Trứng của yêu thú tử vân ưng, sau khi thành niên sẽ là yêu thú thổ thuộc tính cấp 4. Một thân cứng rắn như sắt, mặc dù chỉ biết một cái hộ thuẫn pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh, có thế so với thượng phẩm pháp khí phi hành. Một đôi lợi trào có thể dễ dàng phá tan vòng bảo hộ của tu sĩ trúc cơ kỳ, tính ra nó tuyệt đối là yêu thú có phẩm loại hy hữu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho các đạo hữu trúc cơ kỳ. Giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá phải hơn 100, đấu giá bắt đầu. Lão giả tựa hồ đối với chứng yêu thú tin tưởng 10 phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút, rồi thì không chút do so dự bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng là rất thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn. Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn, nhưng bọn chúng cũng lớn rất chậm. 2.500 linh thạch, 2.700, 3.000, trứng của tử vân ưng, rất nhanh đã tăng lên tới 3.000. Cuối cùng với 3.300 linh thạch, nó đã bị một vị nữ tu sĩ hưng phấn dị thường mua đi. Đích xác rẻ hơn nhiều so với nội tinh hải, nếu là ở thiên tinh thành. Một quả trứng linh thú phi hành như vậy, tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch. Trung niên mặt đen nhìn chằm chằm trứng yêu thú trong tay nữ tu, thì thảo nói. Ngoại trừ hàn lập ra, kể cả đại hán cẩm y cùng những người khác, hai mắt sáng ngời hẳn lên. Hừa vân chứng kiến một màn như vậy, chỉ cười cười mà thôi. Phía dưới, lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền nữa, phiên đấu giá lại tiếp tục với trứng yêu thú cấp 3 và cấp 4, rồi kết thúc phiên đấu giá trứng yêu thú, đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới. Lựu phu nhân không khỏi biến sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp. Mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 tầng 3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn điệu bộ vâng lời của các nàng khi bị mang tới thì quả nhiên vật phẩm đấu giá lần này lại chính là hai vị nữ tu này. Hứa vân thấy cái này lại không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lại dùng ánh mắt ý bảo mấy người dáng nghe lão giả nọ nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lô đỉnh cấp thấp luyện khí kỳ, các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản, mỗi một người tuyệt đối đều còn trinh. Nhưng căn cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơ trung kỳ mới được, giá linh thạch khởi điểm là 2 ngàn, đấu giá bắt đầu. Từ khi lão giả gọi người đem hai người nữ tu này tới, phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ, nhưng sau khi lão giả nói vọng xuống phía dưới, hồi lâu cũng không có ai ra giá, thậm chí hai gã nam tu ngồi phía trước hàn lập không xa, vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Hai ngàn linh thạch mua một đỉnh lô hai ba tầng có ích lợi gì? Nếu thật muốn có tỷ nữ, còn không bằng đến nơi khác mua một nữ tử người bình thường. Đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiến đuổi đi là được. Nếu là lô đỉnh trúc cơ kỳ, giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý. Ngươi nằm mơ đi, người cho rằng ngươi là tu sĩ kê đan kỳ sao? chớ quên quy củ của nơi này, lô đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Cái loại này giá trên trời còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thú tốt đi. Nghe đoạn nói chuyện như thế, Hàn Lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng có nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít nữ tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao đem nữ tu như là một lễ vật đưa đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở nội tinh hải cũng không có công khai đấu giá nữ tu lô đỉnh như thế này. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy, thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thân sắc của bọn đại hán cẩm y cũng bình tức lại. Dù sao tồn tại của lô đỉnh cũng là chuyện được tu tiên giới mỗi người trong lòng đều biết rõ. Nhưng lưu phu nhân cùng một nữ tử tuổi còn trẻ khác, cũng là thân nữ tử, vẫn là có một chút bộ dáng không được tự nhiên. Mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc, những nữ tử đó đều là tự nguyện làm lô đỉnh cho người khác không có bất luận kẻ này bắt buộc các nàng cơ bản đều thuộc về cái loại tư chất linh căn không tốt muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất khó ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng các thế lực cũng đều xem thường các nàng không muốn tốn hao linh thạch đi bồi dưỡng cứ như vậy ở ngoại tinh hải này công việc bình thường của phàm nhân thì các nàng khinh thường không làm mà ra ngoài đi săn yêu thú lại là chuyện tìm chết cũng chỉ có sau khi tu luyện có thành quả chủ động làm lô đỉnh cho các nam tu có tu vi cao thâm như vậy chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho, hơn nữa bản thân cũng có chỗ chống lưng nhất định. Nếu có thể làm cho các nam tu sĩ này yêu mến, trở thành thị thiếp thì cũng là một phen kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng có một số nam tu linh căn thấp kém, tự nguyện đi làm lô đỉnh cho các nữ tu cấp cao. Bất quá, loại lô đỉnh này không cho phép nam tu cấp thấp tham dự đấu giá, cũng không xuất hiện ở đấu giá hội Hứa Vân Từ từ nói. Xem ra việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường. Chương 513: Thốn kim Các những người khác nghe xong lời này cũng im lặng không nói dù sao cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên bọn họ không thể nói phản đối hay đồng ý hàn lập sờ sờ cầm nhìn không ra điều gì khác thường hắn hoàn toàn không cần lô đỉnh gì đó để tăng tiến tu vi càng không muốn mua thêm trói buộc bên người mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với mấy nữ tu lô đỉnh này nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ nên chỉ có thể xem như không nhìn thấy lúc này hai nữ tu trên đài kia bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn ra ngoài. Xem đến đây, hứa vân khẽ cười giải thích, hai nữ tử này tu vi quá kém, mặc dù tự nguyện làm lô đỉnh nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao mà nói thực chất không có sự trợ giúp gì, cho nên mới như vậy. Nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối, vạn nhất có đạo hữu chúc cơ kỳ nào đó chấm tư sắc của hai nàng, chịu mua về cũng không phải là hiếm. Đại hán cầm y cười khan mấy tiếng, cũng không có nói tiếp nữa hứa vân vẫn cười nói như thường hoàn toàn không hề để tâm phía dưới sàn đấu giá lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm chân quý ít gặp ở nội tinh hải hàn lập lộ ra vẻ lười biếng cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem nữa hắn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này thì lúc này hứa vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của hàn lập liền chủ động mở lời lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật chân quý gì phải chờ lần liên hợp đấu giá một năm một lần mới thực có vật phẩm cao cấp Đến lúc đó mời các đạo hữu trở lại xem qua, bây giờ mời mọi người đi xem một số nơi của Hắc Thạch Thành. Đám người Đại Hán Cẩm Y tự nhiên sẽ không phản đối. Cho dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều lắm. Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, Hứa Vân liền dẫn tất cả rời khỏi bảo thính. Dưới sự dẫn đường của nữ tử phàm nhân, theo một thông đạo đi ra Minh Châu Hiên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phàm nhân từ ngoài đến ở tạm. Phàm nhân nếu muốn sống tại Hắc Thạch Thành thì trước hết nên đến nơi này đăng ký để tiện quản lý. Nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thạch Thành. Mà mấy nữ tử nhìn thấy tại Minh Châu Hiên khi nãy chính là ở tại nơi này. Các gian phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành thốn kim cách chuyên môn bán ra các loại nguyên liệu chân quý. Nghe nói là chỉ cần nói ra tên thì mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây. Mặc dù nói hơi khoa trương nhưng danh khí quả thật rất lớn. Ba gian phòng bên cạnh là, hứa vân một mặt dẫn mọi người đi dọc theo ngã tư đường, một mặt thuận miệng nói vô cùng quen thuộc. Hàn lập nghe đến đó trong lòng không khỏi chợt động, bước chân đột nhiên ngừng lại. Khúc đạo hiếu, ngươi sao vậy, hứa vân hơi chút ngạc nhiên hỏi, mấy người đại hán cẩm y nhìn hàn lập đi sau cùng, lộ ra vẻ khó hiểu. Khúc mỗ còn có vài việc cần xử lý, đành phải chia tay cùng mọi người tại đây, đương nhiên nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại hàn lập che tay nhìn trời một chút rồi cúi đấu bình thành nói, thanh âm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ. Hứa vân cùng đại hán cẩm y nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không nghĩ đến việc để cho một vị tu sĩ có tu vi cao như Hàn Lập rời đi, định lên tiếng giữ lại, lại thấy Hàn mang chợt lóe lên trong mắt Hàn Lập. Hai người không hẹn mà lòng cùng phát lạnh, lời nói phản đối lên đến miệng rồi phải nuốt xuống, chỉ có thể thì thảo đáp ứng. Sau đó thấy Hàn Lập đi vào trong thốn kim các, biến mất không còn bóng dáng nữa. Lúc này, hai người vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau, trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh. Mà những người bên cạnh thì lại có chút nghi hoặc mà nhìn hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người này, Đại Hán Cẩm Y cười khan một tiếng, bộ dáng như muốn nói gì đó. Khúc Đạo Hữu nếu đã không muốn đi cùng chúng ta, nhất định là đã có việc khác. Ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác để xem vậy không hiểu sao, Hứa Vân lại cắt ngang lời nói của Đại Hán Cẩm Y, sau đó vội vàng hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác. Sau đó hướng tới Đại Hán Cẩm Y truyền âm, Dịch đạo hiểu, người này làm việc cao thâm khó lường. Chúng ta tốt nhất nên ít dính dáng tới là hơn, nếu không cẩn thận lại đưa đến họa sát thân. Vị khúc đạo hiểu này tuyệt đối là người có tu vi vượt xa chúng ta, tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều về đối phương. Đại hán cẩm y nghe lời này thì thần sắc biến đổi mấy lần. Nhìn thốn kim các vài lần sau đó khẽ gật đầu, rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ. Lúc này, Hàn Lập đang đi theo một thanh niên tuấn tú bước vào bên trong một gian phòng vô cùng trang nhã. Thốn kim các này nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như là một cái nhà đá to lớn, nhưng bên trong lại chia thành rất nhiều gian nhỏ, chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hàn lập không hề khách khí vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi này. Nếu là tu sĩ khác tất nhiên sẽ không có dễ mà đạt mục đích như vậy, nhưng mà khi hàn lập xuất ra tu vi kết đan kỳ thì lập tức có người cung kính dẫn hắn đến gian khách quý. Tu sĩ kết đan kỳ cho dù là tại Hắc Thạch Thành, cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hàn lập ở trong phòng đợi một lát, một lão giã tướng mạo bình thường liền bước vào, mỉm cười đi đến. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, hình như là lần đầu đến thốn kim các chúng ta. Tại hạ là ly tầm quản sự thốn kim các, hữu lễ lão giả thấy hàn lập liền ôm quyền, hắn cũng là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Khúc mỗ đúng là lần đầu tiên đến nơi này, cũng có một vài việc muốn thỉnh giáo với ly đạo hữu. Hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu hàn lập thần sắc bình thản trả lời. Nếu là việc nằm trong khả năng của ta, Lý Mỗ nhất định sẽ hết lòng trợ giúp vị quản sự này dù không hề biết Hàn Lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khẳng khái đáp ứng. Bộ dạng hào sảng này cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hàn Lập. Chẳng qua hắn cũng không có bổn sự nhìn thấu được thuật biến hóa của Hàn Lập, đối với bộ dáng một trung niên ốm yếu của Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Hàn Lập khẽ cười, tại hạ muốn mua một loại nguyên liệu để luyện chế đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ. Bởi vậy mãi cho đến nay vẫn chưa tìm ra, cho nên mới tìm ly đạo hiếu để thử vận khí hàn lập không khách khí nói thẳng ra mục đích của mình. Ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề ly tầm nghe hàn lập nói thế trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức cười nói. Sau đó hắn xoay mặt ra cửa, lạnh giọng nói, người đâu, gọi cổ ngọc tới đây, vâng ngoài cửa có một gã sai vặt ngay lập tức chạy đi. Đạo hữu chờ một lát, vị cổ ngọc này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ nhưng lại chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc thuộc về thời thượng cổ, tuyệt đối sẽ không khiến cho khúc đạo hữu thất vọng hắn vừa quay đầu vừa cười nhìn hàn lập hàn lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng đang định lên tiếng thì bên ngoài bay vụt vào một đạo hồng quang sau khi xoay một vòng trên nóc nhà thì chuyển xác rơi xuống trong tay lão giả đó là đạo truyền tấn phù khi trên mặt hàn lập hiện lên dị sắc thì lá phù trực tiếp bị thiêu cháy trên tay lão giả vị ly quản sự hai mắt nhìn chầm chầm vào đốm lửa kia sau đó bàn tay khẽ động đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn sau đó mới dùng một loại thần sắc ngoài ý muốn nhìn Hàn Lập. Ly mỗ thật là thất lễ, không nghĩ tới khúc huynh lại là tu sĩ vừa mới tới hắc thạch thành. Tại hạ cũng nên thể hiện thái độ của chủ nhà mới phải thái độ của lão giả trong nháy mắt trở nên nhiệt tình hơn ba phần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tra ra lai lịch đại khái của Hàn Lập. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Đạo hữu không cần phải khách khí, Tại hạ cũng phải động tay động chân rất nhiều mới có thể đến được kỳ huyên đảo này, cũng không muốn gây chú ý cho người khách tràn lập hời hợt ứng phó cho qua chuyện. Thấy vẻ mặt hàn lập như thế, lão giả cũng hiểu hắn không muốn nói thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, trò chuyện một chút về một số tin tức thú vị trên kỳ huyên đảo. Hàn lập cùng hắn trò chuyện cũng khá vui vẻ, lúc này thì một nho sinh khoảng hơn 30 tuổi bước vào, hướng hai người thi lễ, cung kính nói. Cổ Ngọc tham kiến hai vị tiền bối, chẳng biết gọi vãn bối đến là có chuyện gì phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc, có vài phần suốt chân. Ly tầm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, khoát tay gọi hắn đến gần nói chuyện. Vị khúc tiền bối này có vài thắc mắc về linh dược thời thượng cổ. Người cứ thành thật trả lời là được lão giả thần sắc lạnh nhạt phân phó nói. Tuân mệnh, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức cổ ngọc đứng thẳng, nghiêm túc nói. Chương 514, bạn yêu thảo, không biết đạo hữu có biết gì về thiên diệp lộ không hàn lập không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề thiên diệp lộ cổ ngọc hơi ngẩn ngơ nhưng sau đó trầm ngâm trả lời vật ấy vãn bối cũng có chút ấn tượng nói đến cũng may nếu mà mấy năm trước hỏi thì vãn bối chắc chắn sẽ không biết về nó nhưng hai năm trước trong một quyển điển tịch có nhắc qua về thiên diệp lộ điển tịch này đã được vãn bối phục chế vào bên trong ngọc giản tiền bối có muốn đích thân xem qua không nói xong những lời này thì cổ ngọc lộ ra vẻ cẩn thận hàn lập trong lòng mừng rỡ trong mắt không khỏi bộc lộ sự hưng phấn nếu mà có điển tịch thì quá tốt rồi nếu thật sự ta tìm được vật đó ta nhất định sẽ trọng tạ đạo hữu hàn lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng mỉm cười nói cổ ngọc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ có thể được tu sĩ kết đan kỳ hứa hẹn lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ hắn không hề do dự lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản hai tay kính cần đưa cho hàn lập Chính là ngọc giản này, Thỉnh Tiền Bối xem cho kỹ cổ ngọc cung kính nói. Hàn Lập không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy ngọc giản rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét. Chỉ một lát sau, trên mặt Hàn Lập hiện ra lần lượt là vẻ hưng phấn, nghi hoặc cuối cùng là trầm tư. Vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập, thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia dị sắc. Mà Cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên, chỉ sợ thiên diệp lộ ở bên trong ngọc giản không phải là vật mà vị tiền bối này cần. Không sai chính là vật này hàn lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giản, chậm rãi nói. Nhưng mà vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều. Sao vậy, chẳng lẽ thiên diệp lộ này còn có chỗ nào phiền toái? Lão giả con người hơi đổi, dò xét một câu, khúc mỗ không nghĩ là nó lại khó giải quyết như vậy. Nó lại có liên quan đến yêu thú cấp 8 hàn lập cười khổ nói. Yêu thú cấp 8, ly tầm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hàn lập. Không sai, cái gọi là thiên diệp lộ chính là bạn yêu thảo dạng lòng. Chỉ là bạn yêu thảo lại sinh trưởng tại nơi ở của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng hàn lập than nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ nói. Ly tầm sau ngây gió, cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết là vật gì, là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sao huyệt của yêu thú, nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng mà sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoại tinh hải có thể có yêu thú cấp 9, thậm chí cấp 10. Nhưng dù gì thì đó đều chỉ là lời đồn mà thôi. Tại hắc thạch thành này chỉ có thể thấy yêu thú cấp 7 là cao nhất, đừng có nói gì đến yêu thú cấp 8. Ly tầm nhìn hàn lập, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết vị đạo hữu này định luyện loại đan dược gì, mà lại cần thứ nghịch thiên như thế. Trong ngọc giản này còn ghi lại một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem qua một chút không biết đạo hữu có thể sao ngọc giản ra cho ta không hàn lập ngắm nghía ngọc giản trong tay một chút bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với cổ ngọc nếu nó có hữu dụng với tiền bối xin tiền bối cứ lấy cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề do dự nói thấy đối phương nhu thuận như vậy hàn lập gật đầu lật bàn tay hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có họa một thanh tiểu kiếm màu vàng ta thân là tiền bối tất nhiên sẽ không lấy không của ngươi đây là một lọ đan dược dùng để tăng tiến tu vi cùng với một tấm phủ bảo người cầm lấy mà dùng đi hàn lập đem hai thứ đó nhẹ nhàng ném qua đa tạ tiền bối tặng bảo cổ ngọc nhận lấy hết lời cảm tạ mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn đúng là vô cùng chân quý nếu như khúc đạo hữu đã tặng bảo vật như vậy cổ ngọc người nhận lấy rồi đi ra đi ly tầm thấy hàn lập ra tay hào phóng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn bất động thanh sắc ra lệnh cho cổ ngọc rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại hai người. Không biết ngoại trừ việc này, đạo hữu còn có gì cần chúng ta trợ giúp không? Nếu có xin cứ nói ly tầm dị thường hào sảng nói. Một khi ly đạo hữu nói như thế, tại hạ còn có chút chuyện muốn làm phiền. Không biết nơi này có sừng của mã não thú không? Hàn lập hơi trần trừ sau đó cất lời hỏi. Ha ha, đạo hữu tìm đúng chỗ rồi. Sừng mã não này tuy vô cùng hy hữu, nhưng tháng trước bổn điếm vừa mua được hai cái đạo hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái lão già vỗ tay cười rộ lên không chần chờ mà phân phó xuống hàn lập tự nhiên lộ vẻ vui mừng không ngừng cảm tạ không bao lâu một người đi vào mang theo một cái khay phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trông rất tinh xảo đạo hữu xem không biết cái sừng này có vừa ý đạo hữu hay không hàn lập thần sắc trịnh trọng gật đầu đưa tay cầm hộp gỗ mở ra lam quang xuất hiện một cái sừng dài hơn thước đang nằm gọn bên trong hộp vật ấy trong suốt, mũi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có ẩn hiện lam quang. Không sai, vật này rất thích hợp, không biết cần bao nhiêu linh thạch, hàn lập hài lòng, đóng nắp hộp lại, cái này bổn điếm mua vào với giá 5.000 linh thạch. Nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó cũng được ly tầm rất hiểu đạo làm người cười hì hì nói. Hàn lập tất nhiên sẽ không có kè mặc cả, sau khi nói tạ ơn trên người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung giao cho đối phương. Lão già khẽ dùng tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi, sau đó mời tiếp tục cười nói. Khúc đạo hữu đến nơi này không hiểu là có kế hoạch gì chưa? Đạo hữu dù pháp lực cao cường nhưng mà yêu thú cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó. Không ít đồng đạo kết đan kỳ bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh trọng thương. Không bằng ly mỗ giới thiệu cho đạo hữu làm quen với một số đồng đạo cung cấp. Như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hàn lập nghe xong mỉm cười, đối phương Thủy Trung ra vẻ hào hiệp như thế, cuối cùng đã nói ra ý muốn mượn sức đa tạ ly đạo hữu có ý tốt, chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược, sau khi uống vào chỉ sợ sẽ bế quan một thời gian. Sau đó mới xuất hải săn yêu thú, nhất thời cũng không góp phàn lập tuy không muốn từ chối đối phương, nhưng cũng không muốn xuất hải cùng một số tu sĩ xa lạ khác, bởi vậy uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, trước tiên là tăng tiến tu vi, sau đó làm quen tình huống nơi này, cũng là thỏa đáng. Chẳng qua, khúc đạo hữu về sau muốn tìm người, nhất định đừng quên tìm tới ly mẫu ly tầm trên mặt dù hiện lên vẻ thất vọng nhưng sau đó lại như không việc gì tiếp tục nói hàn lập tất nhiên là đáp ứng sau đó nói vài câu với đối phương rồi cáo từ rời đi lão già đưa hàn lập ra khỏi cửa mới quay lại phòng thế nào chúng ta có thể sử dụng người nọ không lão già mới ngồi xuống lại thì một thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh sơn thủy quỷ dị bay ra hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại người này áo trắng tung bay khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh trông vô cùng thần bí không cần lo lắng mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu khuôn mặt cũng xa lạ nhưng tu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tán tu độc lai độc vãng chỉ cần hắn xuất hải gặp nguy hiểm vài lần thì sẽ tự nhiên nghĩ đến lời đề nghị của ta là tốt như thế nào sớm muộn cũng quay lại thôi lão già tự tin nói hừ cũng không nhất định người áo trắng lạnh lùng nói sao thế tu sĩ kết đan sơ kỳ thật sự là có thể ở hải uyên một mình săn yêu thú sao? Ly tầm lắc lắc đầu, bộ dáng không tin, hắn không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Vừa rồi, khi các người nói chuyện, hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp, nhưng không hiểu tại sao ta luôn có cảm giác bị hắn giám sát. Ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi, chỉ là không có nói ra mà thôi người áo trắng trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói. Phải không vậy, tàng nạc thuật của ngươi cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện. Chẳng lẽ người muốn nói, tên họ khúc này là tu sĩ kết đan hậu kỳ? Lão giả sau khi ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi. Khó mà nói được, cũng có thể do hắn tu luyện công pháp đặc thù hay là có bảo vật gì đó trong người người áo trắng có chút không tự tin nói. Quên đi, mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì, chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi. Nói chung cũng không có làm gì sai ly tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng, cau mày nói. Người áo trắng nghe xong lời này cũng gật gật đầu, không nói thêm chương 515, vụ trung đảo, Hàn Lập lúc này đã rời khỏi thốn kim cát. Lại đi vào một tiệm tạp hóa phụ cận mua một hải vực đồ về vùng biển cùng tình hình thực tế các yêu thú hay xuất hiện tại nơi này, tìm một nơi vắng lặng mà nghiên cứu. Chỉ nhìn xem một lúc, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại. Phụ cận kỳ huyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao sao? Về phần hải huyên kia cách nơi này cũng không xa lắm, Hàn Lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó đó trong vòng nửa tháng. Bất quá, diện tích hải nguyên này thật sự là quá lớn. Ngang dọc trong đó, theo tư liệu này thì hải vực này thâm sâu khó lường, hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào. Hàn Lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh nắm bắt hết kiến thư C bên trong, sau đó đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập nhấc tay lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường hắn không định tiếp tục ở lại hắc thạch thành này, nên không hề do dự ra khỏi thạch thành. Ra khỏi thành, hàn lập liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phá không bay đi. Cả kỳ huyên đảo này cũng không lớn, chỉ là đảo cỡ chung mà thôi. Ngoài ra theo lời của hứa vân thì ngoài hắc thạch thành ra, trên đảo cũng không còn thành thị nào nữa. Tất cả chỉ là vùng hoang vu, ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng. Xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ ở. Cũng không rõ vì nguyên nhân gì. Hàn Lập rất nhanh rời khỏi kỳ huyên đảo, đánh giá xung quanh, sau khi xác định phương hướng liền bay về phương Bắc. Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu sĩ xuất hiện, xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất. Mà phụ cận Hải Uyên thì không cần phải nói, chính là nơi tụ tập của rất nhiều tu sĩ. Hàn Lập cũng không muốn ở giữa bọn họ, rước lấy sự chú ý. Vì vậy mục tiêu là rời càng xa Hải Uyên càng tốt. Phụ cận kỳ huyên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nữa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ. Hàn Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này, trực tiếp đi thẳng qua. Rất đúng như suy nghĩ của hắn, hải phận phía bắc, tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy độn quang của Hàn Lập liền dè dặt né tránh, cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, giết người đoạt bảo cũng không khác biệt gì với các yêu thú đảo khác. Lại bay hai ngày nữa, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu tích của tu sĩ hàn lập chuyển mục tiêu nhằm hướng tây mà bay đi căn cứ vào bản đồ thì phía tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ nhưng bởi vì linh mạch này quá kém cùng xa cách kỳ uyên đảo tính an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến ở nơi đây về phạm nhân bọn họ chỉ có thể sống gần kỳ uyên đảo mới có thể được bảo hộ an toàn hàn lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi lúc này ở trên bầu trời cách đảo năm sáu mươi dặm ngưng thần nhìn xuống đây là một hoang đảo không người có linh mạch thứ tư mà hàn lập cho tới bây giờ đã tìm ra đảo tuy không lớn nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp vừa có hoang địa trơ trụi không có một ngọn cỏ vừa có rừng cây không rõ tên um tùm lại có đồng cỏ hoa lá khoe màu đua sắc còn có mấy ngọn núi nhỏ rải rác hàn lập dùng thần thức dò xét qua cả đảo hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém tu sĩ khác cũng xem lọt mắt. Trái lại, dù linh mạch vô cùng nhỏ nhưng linh khí lại khá sung túc. Cho dù không phải là linh mạch cao cấp nhưng cũng là bậc trung. Sở dĩ không có tu sĩ là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ. Mà Hàn Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điểm này. Đảo chìm trong một màn xương trắng rộng minh mông, mà xương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là do một dòng thác ở phụ cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn, màn xương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì lại một chút cũng không có lúc mới nhìn thấy điều này hàn lập cũng đã vô cùng kinh ngạc nhưng khi hắn phá với mặt nước phụ cận lặn xuống bên được đảo mới thì rốt cuộc phát hiện được ở dưới đáy của hòn đảo có vô số cá to bằng ngón tay chưa trưởng thành lúc nhúc chui ra rồi tiến vào bên trong động những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường nhưng mà khi hàn lập dùng linh lực bắt lấy một con thì phát hiện con cá này không hề có vảy mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường thôn hải ngàn lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên đứng xem thường cái tên này buồn cười những con cá này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập lại thành đàn chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắt còn hay trồi lên trên mặt biển nuốt lấy nước rồi phun ra xương trắng trêu chọc tại đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên nhưng quanh đảo lại có nhiều thôn hải ngư như vậy có thể thì đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ngay cả Hàn Lập, nếu không phải nửa đường gặp một yêu thú cấp 4 ngân dược điểu, nhất thời cao hứng truy đuổi theo vào bên trong màn xương trắng này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ lơ đãng mà bỏ qua. Bởi vì từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một cánh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có kỳ lạ gì cả. Hàn Lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo động phủ. Hòn đảo bí mật như thế này không chọn thì còn có thể đi đâu tìm được nữa. Linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trượng, núi thì chỉ cao có 3 4 trượng, chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hàn Lập không thể tại sườn núi mà tạo động phủ. Hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi, rồi bắt đầu tiến hành xẻ vào trong lòng núi. Lấy tu vi hiện tại của hắn bây giờ tạo một động phủ giống như trước kia, hoàn toàn là chuyển dễ như trở bàn tay. Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành hàn lập không có tâm trí mà đẽo gọt lại nó cho đẹp đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bầy trận mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi rồi mở ra cấm pháp hình thành ảo giác xa xa nhìn lại núi non như là biến mất xuất hiện là một mảng rừng cây xanh ngắt một chút sơ hở cũng không có nhưng mà hàn lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làn xương thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cấp cao Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi trong đầu lóe lên một chủ ý. Hàn Lập không nói hai lời, bay nhanh vào bên trong động phủ, đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất luyện chế một số đồ vật. Sáu bảy ngày sau, Hàn Lập lại một lần nữa từ trong động bay ra, trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau như đúc. Những trận kỳ trận bàn này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, không có vẻ gì là trận pháp cao minh. Nhưng sau khi Hàn Lập ngầm bố trí ở một vài nơi trên đảo, sau khi nhất nhất mở ra, thì hàng loạt luồng sương mù từ bên trong trận thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo. Không bao lâu sương mù bên trong trận cùng với sương mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau. Bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào, trừ khi là phi hành thấp, nếu không thì rất khó có thể phát hiện có hòn đảo bên dưới. ở trên không trung đánh giá một phen, Hàn lập lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận, tốn nhiều linh thạch nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn thà tổn tài còn hơn là gặp tai nạn hàn lập lại hóa thành một đạo thanh quang hướng xuống dưới bay đi lúc này hắn mới chính thức thu xếp động phủ bố trí trùng thất và linh thảo hai ngày sau hàn lập đang ở trong một căn phòng tay cầm ngọc giản màu vàng mà cổ ngọc của thốn kim các đưa hắn dùng thần thức xem kỹ trong đó vẻ mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm trọng thần sắc vừa động thần thức đã rời khỏi ngọc giản nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ một lát sau hắn đứng dậy thong thả đi qua đi lại bên trong thạch thất vài vòng vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc Đột nhiên bàn tay khẽ vuốt túi chữ vật ở bên hông, trong tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng. Hàn lập nhìn một chút rồi chậm rãi mở nắp, lộ ra một vài viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ. chương 516, Huyến Diễm Nga. Hàn lập vươn hai ngón tay nhanh chóng kẹp một hạt châu trong đó, phóng tới trước mặt. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hàn lập thả hạt châu ra rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ họa đồ trong ngọc giản, một đạo hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh viên châu to bằng nắm tay, bốn phía trôi nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nằm trong tay của Hàn Lập giống nhau như đúc. Hào quang ngũ sắc ẩn hiện ở trong hạt châu, Hàn Lập cũng không lạ lùng gì, đó chính là bổ thiên đan bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ dị nọ chính là một trong những họa đồ thuyết minh cái gì đó nằm trong ngọc giản, thoạt nhìn qua trông rất thần thần bí bí. Khi Hàn Lập tại thốn kim các xem qua ngọc giản thấy được đồ hình này, trong lòng tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. đó cũng là lý do hắn không tiếc bỏ ra phù bảo để đổi nó từ trong tay cổ ngọc nọ. nếu không dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều lắm tặng bình đan dược là được rồi. mấy cái này ở trong ngọc giản cũng không có văn tự giảng giải, làm cho nó càng thiên cổ quái. trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như pháp khí, pháp bảo cũng có yêu thú, quỷ quái gì đó tồn tại, nhưng tất cả chúng hàn lập đều chưa từng thấy qua. một trong số đó có thể liên tưởng tới bổ thiên đan xem ra tất cả đều không phải là vật tầm thường. Hàn lập dụng tâm đem mấy hình ảnh đó ghi nhớ lại trong đầu, nói không chừng sau này có cơ hội gặp qua cũng có thể nhận ra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý, chẳng qua giờ phút này, Hàn lập nhìn mấy hạt trâu trong hộp thật có chút khó xử. Không thể nghi ngờ, những hạt ngũ sắc trâu này khẳng định cùng bổ thiên đan có liên quan với nhau. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chung một chỗ như vậy. Mấy viên trâu này được luyện ra từ hài cốt cực huyến, mà cực huyễn lại có được huyết ngọc chi thù, Vị nghịch đồ của Huyền Cốt lão ma này chẳng lẽ năm đó đã từng tiến vào hư thiên đỉnh, tìm được một viên Bổ Thiên đan mà uống vào. Chỉ có như thế mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngũ sắc như thế, rồi bị hắn dùng hỏa diễm ngưng luyện mà thành mấy hạt châu này. Hàn Lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy, xem ra có đến 89 phần 10 là dược tính của Bổ Thiên đan chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh, nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng tẩy luyện đan dược. Bởi vậy xem ra, mấy viên châu này mới là Bổ Thiên đan chân chính. Nếu không, hình ảnh của chúng làm sao lại xuất hiện bên trong bức họa đồ? Mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đan lô luyện đan, tu tiên giới hiện tại mặc dù hiếm có người sử dụng, nhưng Hàn Lập cũng đã từng chính mắt thấy qua. Huyết ngưng ngũ hành đan của Hắc Sát giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó. Bất quá tất cả những chuyện này đều do Hàn Lập suy đoán ra mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào. Vì thế sau khi hắn nghĩ lại, liền ra khỏi mật thất, đi đến trùng thất trùng thất hiện tại so với ở thiên tinh thành đơn giản hơn hàn lập khai phá thành năm gian thạch thất lớn nhỏ không đồng đều trong đó hai gian được dùng để nuôi dưỡng hai loại phệ kim trùng khác nhau một nhóm là mấy vạn phệ kim trùng cùng hàn lập tại hư thiên điện thi triển uy lực thôn vệ không ít thiết hỏa kiến một nhóm khác là tinh chọn ra từ mấy ngàn con ở động phủ thiên tinh thành mà đem tới đây đây là hai nhóm mà hàn lập cố ý an bài tách ra không biết có phải nguyên do thôn vệ thiết hỏa kiến hay không mấy vạn phệ kim trùng nọ bộ dáng hình như lại muốn tiến hóa, đã có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ. Còn lại ba gian thái thất kia, một gian Hàn Lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc chi thù còn sót lại, một gian chính là chỗ của đề hồn thú suốt ngày nằm ngủ, gian cuối cùng Hàn Lập để nuôi kim ti tầm lấy được từ trong hư thiên điện. Huyết ngọc chi thù thì không có gì để nói, nhưng còn đề hồn thú. Hàn Lập mặc dù có minh hốn châu nơi tay, tâm lý thủy chung vẫn hồi hộp lo lắng, không có dũng khí dễ dàng luyện hóa hạt châu này, tạm thời để sang một bên không xử lý tới. Dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng bình thường. Kim ti tầm, hàn lập lúc ấy đối với loại yêu trùng này cũng không có tâm huyết gì mấy. Mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bảng kỳ trùng. Mặc dù chúng nó xếp hạng rất thấp, thậm chí thua xa huyết ngọc chi thù, chỉ xếp ở cuối bảng mà thôi. Nhưng loại kim ti tầm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần thứ hai của nó ra sao. Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có cánh tên là huyến diễm Nga, loại phi trùng này trên bảng kỳ trùng xếp thứ 17, trời sinh có năng lực biến ảo. Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết, theo tư liệu từ thời thượng cổ có đề cập tới, dường như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quá huyến diễm Nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ. Hàn Lập lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lão Long, liền đem mấy con kim ti tằm này nửa chết nửa sống thu lại hết bất quá lúc đầu chúng nó bị vạn thiên minh không chút do dự vứt bỏ nguyên khí đã bị thương trầm trọng nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều lắm sau khi hàn lập thu được chúng nó cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược tự linh hoàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở cuối cùng tình hình càng ngày càng tệ đi gặp tình trạng này hàn lập cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách hiện tại hàn lập trong tâm nổi lên một chủ ý liền trực tiếp đi vào trùng thất kim ti tằm Thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ, Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm ở trên mặt đất, tất cả đều không nhúc nhích phản phất như vật chết rồi. Nếu Hàn Lập còn không cảm ứng được trên người bọn chúng còn có một tia linh khí yếu ớt, chỉ sợ thật nghĩ rằng mạng của chúng nó đã ô hô rồi. Hàn Lập không trần chờ lâu liền lập tức đi vào. Sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này, liền chọn một con kim ti tầm có hình thể lớn nhất sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem. Sau đó lần theo tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng kỳ trùng, rồi ra khỏi trùng thất. Ý tưởng của Hàn Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu được nữa, không bằng dùng để thí nghiệm xem thử dược tính của hạt châu ra sao. Bổ Thiên Đan danh tiếng to lớn như thế, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mấy viên Bổ Thiên Đan này thực sự nếu có khả năng như hắn nghĩ thì cho dù không cách nào cứu kim ti tàm kia, cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên sau khi kim ti tàm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó nữa. Những ngày tiếp theo, Hàn Lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cửu khúc linh sâm. Đây là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau này nếu hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành Nguyên Anh, cho nên phải thận trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, Hàn Lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh sau đó thiết lập ra một loại trận kỳ cấm chế che chắn kỹ càng đem tầng đất đó bao phủ bên trong dù cho mưa gió cũng không lọt làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng hắn lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm trồng vào bên trong đó vế phần hóa thân của cửu khúc linh sâm có bộ dạng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt tại một hộp ngọc hàn lập cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng trên hộp ngọc hàn lập dán một loại phù lục mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể linh sâm sau đó tháo phù lục ra kết quả không đợi hàn lập mở nắp hộp một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra sau khi quay quanh một vòng liền nhập vào trong cửu khúc linh sâm rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng hàn lập thấy tình hình như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười xem ra trải qua một lần bị bắt hóa thân bạch thỏ này rất kinh hãi lá gan cũng trở nên nhỏ hơn nhiều Bất quá Hàn Lập nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng lục dịch cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không. Loại suy nghĩ này, lúc trước khi lấy được linh sâm hắn có nghĩ qua. Chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch để thử nghiệm, nhất thời cũng không thể nóng vội. Huống hồ, một khi sử dụng lục dịch làm cho cửu khúc linh sâm đột nhiên năng lực tự nhiên tăng mạnh, phát sinh ra dị biến có thể phá bỏ cấm chế thoát ra ngoài, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Vật này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. Ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàn Lập đối với việc an bài linh sâm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàn Lập đều dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc rễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàn Lập tin tưởng, chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mộc vạn năm vốn Hàn Lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem qua một chút coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi trong túi chữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho Hàn Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại, dưới loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ mà khúc xương của huyền cốt lão ma này lại có thể bình an vô sự, khẳng định là không phải là vật tầm thường. Hàn Lập nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng lóe lên. Chương 517, Huyền Âm Kinh đầu tiên vật ấy thật sự không có khả năng là một trong những khúc xương của huyền cốt lão ma chỉ là thủ đoạn che mắt của lão mà thôi không đề cập tới chất liệu đặc thù chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát ra trên đó đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta tế luyện qua nhưng vô luận hàn lập dùng thần thức gió xét hay chậm rãi rót linh lực vào khúc xương này cũng không chút phản ứng hàn lập sau một lúc nhướng mày suy nghĩ lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được. Hàn lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí, nhưng trên người lại có tụ hồn bát. Mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít. Vì thế hắn đưa tay vỗ vào túi chữ vật một cái, một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay. Hàn lập liếc mắt nhìn vào tụ hồn bát, năm ngón tay nhất thời thanh quang chợt lóe. Âm khí nhàn nhạt bị hàn lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình, rất nhanh bao quanh khối xương nọ. Hàn lập nhìn chằm chằm không chớp mắt, mấu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng, khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen, không bao lâu toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen nửa trắng. Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt Hàn lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàn lập ngồi xuống giường sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thanh quang chói mắt. Đồng thời trên tay phía bên kia ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc tuyền ra. Âm khí đen như mực dần hình thành ngày càng dày đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong đó, không chút khách khí điên cuồng thôn vệ những đạo âm khí đó. Thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, sau khi không ngừng hấp thụ âm khí, vật nọ dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Đột nhiên một trận thanh âm vù vù trầm thấp như tiếng xé gió từ trong truyền ra tiếp theo hắc quang nhẹ nhẹ từ từ phóng xuất, làm trong phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàn Lập có chút do dự đem tụ hồn bát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay. Khúc xương rời khỏi tay trôi bồng bềnh, âm khí bao vây nó hiện tại đều đã bị hút sạch sẽ không còn gì. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng. Khúc xương trôi nổi giữa không trung hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài, màu đen của nó cũng không có thêm bất kỳ biến hóa nào nữa. Qua một hồi, hàn lập thần sắc vừa động bỗng nhiên giơ tay hướng tới không trung mà ngoắc một cái vù một âm thanh vang lên khúc xương vững vàng rơi vào trong tay sau gió hàn lập nhìn qua một lát rồi dùng thần thức thâm nhập vào trong đó lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương nhưng lần này phi thường thuận lợi sau khi hát quang chợt lóe trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn văn tự cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra ngọc giản hàn lập lẩm bẩm nói bộ dáng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ vật này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giản đặc chế. Cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem từng chữ chăm chú nghiền ngẫm. Huyền âm đại pháp, sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, Hàn Lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nổi danh này, nhưng lúc đầu dùng phân thân khúc hồn mà tu luyện nhuyết luyện thần quang, so với nội dung pháp quyết trong ngọc giản này có không ít điểm tương tự như nhau. Bởi vậy sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được, dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này ngọc giản làm bằng khúc xương này chính là huyền âm kinh nói thật trong lòng hàn lập có chút thất vọng hắn một khi đã tu luyện thanh nguyên kiếm quyết huyền âm kinh này tuy là bá đạo dị thường uy lực cực mạnh nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này bất quá hắn cũng không có lập tức thu hồi thần thức rời khỏi khối ngọc giản vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới bởi vì nửa dưới của huyền âm kinh còn ghi lại một ít bí thuật của ma đạo mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Theo một loạt bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra, Hàn Lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lẫn sợ hãi, thái độ có chút trịnh trọng, trên khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn cực lì. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin nếu có thể đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9, lại phối hợp tu luyện với bí thuật trên huyền âm kinh, mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng bảo vệ tình mạng hay chạy trốn đều có cơ hội thành công. Trước đây gặp phải cực âm lão ma chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết đi mà vô phương ứng phó. Trong mấy cái bí thuật này, thiên đô thi hỏa của cực âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó, về phần thiên đô yêu thí chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà sinh ra. Đáng tiếc bí thuật này phải lấy huyền âm đại pháp làm trụ cột, hơn nữa phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện, nếu không hắn cũng có hứng thú thử qua một lần. Dù sao uy lực của thiên đô thi hỏa hắn đã tận mắt nhìn qua, đích xác là lợi hại vô cùng. Tuy là uy lực mạnh mẽ nhưng nhược điểm của thiên đô thi hỏa cũng được tiết lộ ở trong khẩu quyết tu luyện này hàn lập xem qua trong lòng cười lạnh không thôi nếu lần sau cực âm dùng ma hỏa này đối phó hắn hắn tuyệt đối có thể làm cho đối phương khiếp sợ một chút sau khi xem lại một lần nữa hàn lập liền đem ra hai ba loại bí thuật mà tu sĩ kết đan kỳ có thể tu luyện nhớ kỹ trong đầu chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng sau khi thận trọng đem cất dấu khúc xương chứa huyền âm kinh hàn lập phi thường hài lòng lần thu hoạch này trong lòng cũng kiềm chế không được sự hưng phấn. Sau một hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ Hư Thiên Đỉnh trong túi chữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mãnh liệt. Nhất thời động thân hướng Mật Thất Động phủ đi tới, nếu có thể cố gắng khai mở được Hư Thiên Đỉnh, không đề cập đến Bổ Thiên Đan, thành công thu được vài món cổ bảo tới tay làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Ôm loại ý nghĩa này, Hàn Lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kim ti tầm ra, còn lại cả ngày ôm tiểu đỉnh mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điển tịch cổ xưa, xem có thể có một chút hy vọng tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh. Đáng tiếc là sau nửa tháng, vắt hết óc dùng mọi cách cũng không có cách nào khả dĩ, Hàn Lập không thể không thừa nhận cái được gọi bảo vật đứng đầu tại loạn tinh hải là hư thiên đỉnh này, đích xác tu vi kết đan kỳ như hắn không thể mở ra được. Cái đỉnh này thật sự là khó mở, đừng nói là dùng lửa đốt, Hàn Lập đã thử qua pháp bảo và cổ bảo, đều không thể lưu lại một tỷ vết ngay cả thanh trúc phong vân kiếm kia vừa mới khôi phục một chút ít tà thần lôi đánh lên trên đỉnh cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì xảy ra. Có thể nói hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiểu đỉnh. Hàn lập tự nhiên biết sự tình này coi như không có có khả năng. Cuối cùng Hàn lập chỉ có thể bỏ ý đồ đó qua một bên, đem tiểu đỉnh thu vào trong túi chữ vật. Về phần Hoài nghi việc mở được hư thiên đỉnh có thể có liên hệ mật thiết tới Kiền Lam Châu, hắn cũng không thể xác định. Kiền Lam bang Diễm Chính lão quái Nguyên Anh kỳ cũng phải cực kỳ sợ hãi. Tại tu vi kết đan hậu kỳ hoặc trước khi kết thành nguyên anh, hắn căn bản không có khả năng thao túng luyện hóa bất cứ thứ gì của viên châu đó. Chính hắn cũng tự biết điều đó. Trong thời gian này, hai con kim ti tầm phục dụng hạt châu ngũ sắc kia, tình hình vẫn giống như ban đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra dược tính còn chưa có tới lúc phát huy. Mà trong một gian trùng thất khác, mấy vạn phệ kim trùng rốt cục bắt đầu thôn vệ với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra việc sản sinh thế hệ phệ kim trùng mới làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay hắn còn có công việc phải giải quyết, đó là trở lại luyện chế 72 thanh Thanh trúc phong vân kiếm. Số luyện tinh mà hắn tìm được tại dung nham lộ, hắn không chút lãng phí, chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào trong phi kiếm. Kể từ đó, mặc dù luyện chế Thanh trúc phong vân kiếm tuy không dám nói và không thể bị phá vỡ, nhưng vật có thể phá hủy được nó trên thế giới này, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn sau này khi đối đầu với tu sĩ có đấu pháp cao hơn chính là một lợi thế lớn chẳng qua lần luyện hóa này là một chuyện rất vất vả. Bằng vào chất liệu đặc thù ấy, trên điển tịch mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Hàn Lập phỏng chừng tối thiểu cũng phải hơn nửa năm mới có thể mượn pháp trận từ từ luyện hóa. Nếu trong quá trình luyện hóa, đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục, mọi thứ coi như là đổ sông đổ biển. Vấn đề này cũng không phải là việc có thể đem ra để nói đùa. Nếu là trước đây lấy tu vi kết đan sơ kỳ, cho dù có các loại linh dược phụ trợ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay có được linh dịch vạn năm, mặc dù đã sử dụng một phần, số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng việc pháp lực hồi phục không đủ. Ngược lại lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi săn yêu thú, nên pháp bảo càng uy lực càng tốt. Như vậy việc luyện chế phi kiếm, Hàn Lập nhất định phải làm thật tốt. chương 518, Hóa hình chi kiếp, Hàn Lập thiết lập động phủ mới, tự nhiên là có thiê kế phòng chuyên để luyện khí. Sau khi hắn thiết lập bên trong một mật trận, liền mang theo luyện tinh cùng bình linh dịch vạn năm kia đi vào trong. Lần này một lần đi vào, cửa mật thất liền đóng chặt trong suốt một năm không hề mở ra một lần nào. Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ đều được hắn chỉ thị thông qua một vài con khôi lối cự viên mà làm. Kể từ lúc đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào trạng thái an tĩnh không có bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo trước đột nhiên chấp động, ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng, đồng thời bên ngoài ẩn ẩn còn truyền đến tiếng sóng như sấm động, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất hòn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong. Phanh một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra. Sau đó, một bóng người chợt lóe, Hàn Lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, bất quá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghị bất định. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rú ở bên ngoài động phủ, đột nhiên một tay thò vào trong túi chữ vật bên hông, một đạo hoàng quang từ trong đó bắn ra xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong tay Hàn Lập. Là một cây trận kỳ màu vàng nhạt, trên có vẽ phủ văn trận kỳ, dài khoảng 2-3 thước. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun một luồng thanh khí lên trên ngọn cờ. Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt Hàn Lập một tia lãnh khốc chợt hiện, cổ tay rung lên. Một tia sáng màu vàng hướng mặt đất bắn tới, trận kỳ trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung từ trong miệng hàn lập một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra. Một màn kinh người xuất hiện, tất cả mặt đất, vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang, phảng phất như muốn biến thành vàng vậy. Cùng lúc đó, sự dung chuyển cùng tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hàn lập chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trong mắt có nửa phần nghi hoặc, bỗng nhiên hắn hóa thân thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài động phủ mà bay đi một lát sau hàn lập xuất hiện tại trên không bên ngoài đảo nhỏ phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ nhưng trận pháp này hàn lập chính tay bố trí tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của hàn lập cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra ngọn núi nơi có động phủ của hắn thì vẫn không lay chuyển nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đầu dung chuyển chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này mà bắt đầu xuất hiện những khe nước thật lớn rộng cả mấy trượng, cây cỏ đều bị ngã dạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho Hàn Lập kinh sợ. Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là, bên sườn của đảo nhỏ, từng đạo từng đạo sóng lớn cao cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo, không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt, xen trong tiếng sấm sét có tiếng giống giận trầm thấp quái dị, phảng phất như có mãnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ, cứ một tiếng giống truyền đến, tiếng sấm sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên. Chẳng lẽ có yêu thú cấp cao đang ở mặt biển phụ cận gây sóng gió không thành? Nhìn về phía sóng lớn, Hàn Lập trong lòng suy nghĩ. Xem uy thế cỡ này, khẳng định yêu thú kia thân hình nhất định là khổng lồ, nếu không tuyệt không có khả năng có thanh thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây, sự hiếu kỳ trong lòng Hàn Lập nổi lên. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó trên người quang mang chợt lóe trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng giống mà bay đến. Bất quá vì cẩn thận, Hàn Lập liền thu liếm khí tức, quang mang cũng trở nên mở nhạt không phát ra ánh sáng, trong nháy mắt cả người như biến mất không rõ tung tích. Bay ra khỏi màn sương mù do nước biển tạo thành, Hàn Lập cũng không cần chú ý tìm kiếm gì mà lập tức trông thấy mục tiêu. Cũng như những gì mà hắn phỏng đoán, cách đó không xa trên biển, đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió. Nhưng yêu thú này thể tích quá lớn, tuy đã sớm đoán trước, nhưng Hàn Lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hít vào một hơi lạnh. Đây là một loại yêu thú trống giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua, thể thích của nó ước chừng to gần ngàn trượng, phảng phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển. Cái mai đen thui, đầu như dao long có màu xanh đang ngửa đầu lên trời giống lên từng hồi. Tứ chi trên thân thô nhỏ, nhưng một cái đã dài có đến hơn 10 trượng, cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng gió động trời cùng với tiếng giống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, làm một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc cũng không dừng ở đó, lúc này con rùa to lớn như ngọn núi đó đang ngửa đầu điên cuồng giống lên lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dày đặc trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chấp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn, bao vây yêu thú này bên trong mà không ngừng công kích mà những cơn sóng gió lớn cùng những cơn lốc là do con rùa tạo ra khi tiếp lấy những đạo lôi điện đang đánh xuống này. Mà nó cũng không có mảy may tổn hại, chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên cuồng, đôi người xanh biếc bắt đầu dần dần đỏ lên. Hóa hình lôi kiếp, hàn lập trên mặt lộ ra một vẻ mặt quái dị thì thảo nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gọi là hóa hình lôi kiếp, chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 tiến vào cấp 8, phải trải qua một lần thiên lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi hình dáng thân thể mà trở thành hình người, mà dựa theo đó tu vi càng thâm sâu thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau. Như yêu thú cấp 10, có thể hóa hình cùng nhân loại hoàn toàn không phân biệt. Mặc dù Hàn Lập dựa theo điển tịch tra qua nhiều lần, cũng gặp không ít tư liệu có liên quan về hóa hình chi kiếp này. Nhưng hôm nay chính mắt thấy cảnh này, hắn thực sự không biết là may mắn hay là xui xẻo. Nếu nói là may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này đã có thể nói trong hải vực của kỳ uyên đảo có yêu thú cấp 8 tồn tại, về sau đối với thiên diệp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Còn nói về xui xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây, vậy sao huyệt của nó rất có khả năng là ở hải vực gần đâu đây? Hàn Lập thực sự không có hứng thú làm hàng xóm với yêu thú cấp 8. Cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp 8, Hàn Lập muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay, yêu thú rùa cấp 7 này tự nhiên không thể phát hiện sự tồn tại động phủ của hắn, nhưng khi đã tiến vào cấp 8, Hàn Lập cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương. Nói không chừng, trong lúc hắn ở trong động phủ tu luyện, yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa. Yêu thú cấp cao ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt, chẳng lẽ vừa mới kiến lập động phủ lại phải vứt bỏ mà đi? Hàn Lập trong lòng phiền não không thôi, phi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng. Hắn vừa từ mật thất tế luyện xong 72 thanh phi kiếm thanh trúc phong vân. Sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này vượt xa dự kiến của hắn. Vốn tưởng rằng hơn nửa năm là đủ không nghĩ tới cần tới thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành. Hàn lập trong thời gian còn lại, nhân cơ hội bế quan một chút, chuyên môn bồi luyện phi kiếm. Nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng thừa dịp yêu thú này độ kiếp, tổn hao nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút, nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương đương nhiên là việc cực tốt. Còn nếu không được lập tức rời đi tìm hòn đảo nhỏ khác ý nghĩ này dâng lên làm cho Hàn Lập trong lòng căng thẳng. Nhưng một lát sau, hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yêu thú cấp 8 đại giảm, cũng không phải người như hắn có thể đối phó. Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì Hàn Lập không biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như thế, hắn tình nguyện hiện tại chỉ có thể di rời động phủ. Đáng tiếc về kim trùng thôn vệ xong, lại mới sinh ra trứng mới, nếu không không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần. Hàn Lập nhìn phần lớn lôi quang đang chấp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi, liền chuẩn bị phản hồi động phủ. Hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi kiếp, phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi, sau đó rước hỏa vào thân. Nhưng Hàn Lập mới quay người lại, không trung xa xa một trận tiếng rít xé gió chuyển đến, tiếp theo mơ hồ có kim quang tại nơi chân trời chấp động. Ở phương hướng trái ngược một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, một mảng hỏa hồng sáng mờ mờ đồng thời hướng nơi này bay đến. Hàn Lập gặp cảnh này không khỏi ngẩn ra, nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng thì cách chỗ cửa quy không xa, trên mặt biển gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước. Tiếp theo một mảng lớn nước biển nhanh chóng dâng vọt lên, phảng phất giống như có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong lòng biển đi ra. Hàn lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ẩn thân vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách, rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Lam quang chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra, sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng giống làm cho màn nhĩ hàn lập ong ong rung động, Hàn Lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình. Đại diễn quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển, hắn lập sắc mặt trắng bệch dương mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 519, độc giao. Độc giao, Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Yêu thú này có màu đỏ tươi, dài đến trăm trượng, cơ hồ cùng mặc giao lần trước Hàn Lập gặp qua giống nhau như đúc, chính là giao long hàng thật giá thật nhưng là loại độc dao hung danh hiển hách. Nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp 8. Loại yêu thú này gây cho Hàn Lập áp lực đã từng gặp ở trên người của đám lão quái vật nguyên ánh kỳ. Sao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện vượt xa yêu thú thông thường, đồng thời một khi tu luyện thành cũng sẽ có pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp, thậm chí yêu thú cấp cao hơn khi đối địch với nó cũng chưa chắc có khả năng thắng được. Trong điển tịch ghi lại độc dao là yêu thú cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thú cấp 9 cũng không rơi vào hạ phong. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập biến sắc, Hàn Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau cùng cũng không dám vọng động. Hiện tại xa xa có hai đạo độn quang đang hướng tới phía này, xem hình dáng đến cũng không có thiện ý. Thừa dịp rối loạn để đào tẩu tốt hơn là hiện tại mạo hiểm tiết lộ hành tung. Cho dù như thế, Hàn Lập cũng lặng lẽ khoác huyết sắc phi phong lên người, đồng thời hai tay khẽ động, ngũ hành hoàn cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàn lập lúc mới an tâm một chút, lúc này độc dao cũng dừng lại, đưa cánh tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cự quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện. Trong mắt hiện lên tia dị sắc, nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang nhiếp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, một hình dao long giống hình người xuất hiện tại chỗ cũ. Đầu vẫn mang dáng vẻ hung dữ của dao long, nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân, phải hồng phủ khắp người, phía sau còn có một cái đuôi thô to, vẩy qua lại không ngừng. Thấy một màn dao long hóa hình, Hàn Lập trong lòng khỏi không kinh ngạc. Độc dao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên đất bằng, thân hình không hề trao đảo chút nào. Nhưng mà độc dao sau khi hình người, cặp mắt xanh biếc như lơ đã hướng về phía Hàn Lập, trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý làm trong lòng Hàn Lập phát lạnh. Nắm chặt hai cổ bảo trong tay, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này, từ phía xa, ánh kim quang cùng một dáng mây đỏ đã phi độn rền trước mặt. Độc dao lập tức không để ý tới hàn lập nữa, lạnh lùng hướng ánh mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trông tiên phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim chói mắt mặc bát quái đạo bào, tay vuốt tròm dâu mà đánh giá độc dao nhân hình, vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, Trường bao màu lửa hồng chói mắt, tất cả đều giống nhau như tạc, chỉ có một điểm khác nhau là một người mang hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trượng. Hai người bọn họ, trước tiên nhìn độc giao, sau đó liếc mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, lão đạo sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn hai trung niên là kết đan hậu kỳ. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái hơn là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao không hề yếu hơn so với lão đạo nguyên anh kỳ, không chút sợ hãi hắc hắc, không nghĩ tới tự nhiên lại gặp hai vị hoác đạo hiếu, bần đạo thật sự là thất kính. Lão đạo con người sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về hai gã hồng bào mỉm cười nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại hội kiến kim hà tiền bối. Chẳng lẽ tiền bối muốn săn hai con yêu thú phía dưới? Nếu là như vậy, huynh đệ tai hạ chúc tiền bối may mắn vị hồng bào lưng đeo hồ lô thần sắc không chút thay đổi nói. Lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực, độc sao ở phía dưới cũng tương đương với yêu thú chín cấp hắn dù tự đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó nếu không tự thị pháp bảo lợi hại hắn thậm chí không dám đối với độc sao này có chủ ý gì bởi vậy lão đạo mặt nhăn vài cái cao mày rứt khoát ho khan vài tiếng trực tiếp nói rõ hai vị đạo hiếu đừng cười bần đạo một người quyết đấu không lại độc sao phía dưới hai vị đạo hiếu mặc dù than mang phá thiên thần xa cũng không chắc vây được yêu thú này chúng ta liên thủ thì còn có vài phản khả năng không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú thử một lần. Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua, nếu thật có thể may mắn thành công, tại hạ không lấy yêu đan cấp 8 cấp, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo kim hà đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hai gã hồng bào, chậm rãi nói. Nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào. Bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào rồi người trung niên cầm trong tay quỷ đầu quải trượng đơn giản gật đầu trả lời. Được, nếu tiền bối cũng nói như thế, hai người vãn bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này nhân tiện ra tay hợp tác với nhau một lần một nói xong lời này tên còn lại trên tay vừa lột hỏa hồng hồ lô sau lưng không biết từ khi nào đã đến trên tay mà lão đạo nghe vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay một thanh sắc ngọc hoàn từ tay áo xuất ra đón gió liền phát ra tiếng vù vù độc dao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba người tựa hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì sau khi một tia tàn khốc hiện lên cũng không nói hai lời miệng rộng hé ra một đạo huyết quang chợt lóe lên hướng thẳng đến lão đạo. Mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái, biến mất vào trong hư không. Sau một khắc, độc dao hiện ra sau lưng hai gã hồng bào, hai tay vung lên, từ mười ngón tay lam quang lóe lên đánh vào sau lưng. Đang một tiếng nổ vang lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này. Chính là quải trưởng của hồng bào tu sĩ tự động hóa thành một ác quỷ giữ tợn cao hơn trưởng cứu bọn họ. Cho dù như vậy, hoác thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình trên khuôn mặt vốn không biểu cảm như người chết, đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ nhàng tế xuất. Một tiếng xé gió phát ra, vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt đã đem phương viên trăm trượng hơn hóa thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây độc dao vào trong đó. Mà huyết quang độc dao phun ra ở bên kia, giống như vật sống cùng ngọc hoàn lão đạo bắn ra quấn vào nhau. Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải tầm thường. Độc sao lấy một địch ba, rõ ràng là đang vì yêu quy độ kiếp mà trì hoãn thời gian. Lão đạo cùng hai gã hồng bào nhân cũng sợ độc sao thấy tình thế không ổn mà chạy mất, nên cũng không tiếc tiêu hao pháp lực. Về phần cự quy, sau khi độ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đã đại thương, không đủ sức làm khó được họ. Từ lúc đó, ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau. Mà nơi cự quy độ kiếp, trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện, mà là từng đoàn từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống cả người cử quy run rẩy giống lớn lên không thôi thấy tình hình này hàn lập ẩn nấp một bên trong lòng cũng mừng rỡ hàn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu loại trình độ tranh đấu này không phải hắn có thể nhúng tay vào cuối cùng dù thắng lại yêu hay người thì muốn thu thập vị kết đan sơ kỳ như hắn tuyệt đối như trở bàn tay hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn hắn vội vàng đem toàn bộ pháp lực toàn thân rót vào trong huyết sắc phi phong trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi. Hàn lập độn quang, cũng làm cho tranh đấu giữa ba người một yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới. Bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại đã để cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn của Hàn Lập, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ, đúng là trong mắt bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì. Bởi vì sợ hãi động phủ này bị yêu thú cùng tu sĩ phát hiện, Hàn Lập độn huyết quang cũng không có hướng vân vụ trong biển bay đi, mà là tìm một cái phương hướng khác bỏ chạy mượn tốc độ kinh người của huyết sắc phi phong, Hàn Lập một hơi đã chạy ra mấy ngàn dặm. Thấy phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới buông lỏng, thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay đi về phía trước. Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàn Lập mới tìm một hoang đảo tạm thời dừng lại. Tại hải vực phụ cận trì hoãn vài ngày, sau khi phỏng trừng đại chiến bên kia hẳn đã chấm dứt. Hàn Lập mới cẩn thận mà bay trở về, quả nhiên phụ cận vụ hải đã sóng yên biển lặng, yêu thú, tu sĩ, thiên lôi đã không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa có sự tình gì xảy ra. Hàn Lập đứng ở trên mặt biển phụ cận, nét mặt có chút trầm ngâm, đột nhiên đem thần thức chậm rãi thả ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ cận. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, thanh quang chợt lóe, người bỗng nhiên hướng xuống biển mà lặn xuống. Khoảng sau một bữa cơm, Hàn Lập hai tay cầm một món đồ bay ra lên khỏi mặt biển. Chương 520, ngũ sắc châu giữ tân vệ kim trùng. Món đồ đó là một phần đuôi dài mấy trượng ngân quang lập lòe của cự quy kia. Một món khác là nửa thanh quỷ đầu quải trược, nhưng cũng ẩn chứa một lượng linh khí kinh người. Xem ra trận chiến này, ai là người thắng cũng vô cùng khó nói. Sau khi trận lôi điện chấm dứt, bọn họ nói không chừng đã truy đuổi nhau rời khỏi vùng phụ cận hải vực này. Dù sao thì Nguyên Anh kỳ cùng yêu thú cấp 8, vô luận là tu sĩ muốn diệt yêu thú lấy đan hay yêu thú muốn thôn vệ Nguyên Anh của tu sĩ, đều không phải là chuyện dễ dàng làm được. Nếu mà không thể đánh lại thì cũng có thể chạy thoát một cách dễ dàng hàn lập nhìn hai món đồ trong tay nét mặt hiện lên vẻ thận trọng hắn ngẫm nghĩ một chút rồi kiên quyết ném hai món đồ này xuống biển cho dù nguy hiểm có thể không lớn nhưng hàn lập cũng không muốn bị những kẻ đang truy tìm hai món đồ này tìm đến mà tự chuốc hỏa vào thân hắn đánh giá xung quanh một lần nữa xác định vùng phụ cận không có tu sĩ cùng yêu thú mới yên tâm mà hướng về hải vụ mà bay tới cấm chế bên ngoài của động phủ vẫn như cũ hàn lập lúc này mới buông bỏ sự lo lắng nhanh chóng tiến vào bên trong Vốn trước khi cuộc chiến bắt đầu, Hàn Lập đã định rời khỏi hòn đảo này. Nhưng sau khi thấy cuộc chiến của ba gã tu tiên cùng yêu thú, hắn đã thay đổi chủ ý. Cử quy chưa nói đến sống chết, nhưng cũng đã bị thương nặng, cho dù sao huyệt của nó ở tại hải vực này đi nữa, thì trải qua lần này nó cũng sẽ không quay về lại. Huống hồ tìm một hòn đảo nhỏ bí mật khác lại không hề dễ dàng. Cho dù tìm được, ai có thể chắc là chỗ đó không có yêu thú cấp cao chiếm cứ. Do đó, nơi này ngược lại còn trở nên an toàn hơn chẳng qua hàn lập cũng không muốn mạo hiểm một hơi bày ra trên đảo mấy cái ảo trận còn tại ngọn núi nơi mà hắn xây dựng động phủ thì bố trí cấm chế che giấu nếu mà sau này có cường địch xâm lấn hắn cũng có cơ hội bỏ chạy làm xong mọi chuyện hàn lập mới yên tâm mà quay về chỗ ở hắn thực không biết ngày đó trận đại chiến mà hắn chứng kiến là mồi lửa cho cuộc chiến giữa yêu thú và tu sĩ tại loạn tinh hải sau này bộ tộc giao long ở loạn tinh hải bị chọc giận cũng tham gia vào trận tuyến yêu thú cấp cao đổ sát tu sĩ nhân loại. Chính vì thế mà tu sĩ nhân loại bị tổn thất rất lớn. Hàn Lập thấy khoảng thời gian sau đó động phủ Bình Yên không việc gì. Không bao lâu sau, hắn dã đem cuộc đại chiến ngày đó vứt vào dĩ vãng. Hiện tại hắn vì việc săn yêu thú trong tương lai mà chuyên tâm chế tạo một số khí cụ bố trận. Hiện tại phải đối phó với yêu thú cấp 6, cấp 7 nên hắn cũng không dám có chút khinh thường. Trong thời gian này Phệ kim trùng sau khi thôn phệ lẫn nhau xong thì đã đẻ trứng. Hàn Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy trứng của Phệ kim trùng lại vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài trắng bóng nhưng lại xuất hiện một số điểm màu đen rất đáng chú ý. Cái này là, thấy việc này, Hàn Lập nảy sinh một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lũ Phệ kim trùng này đã tiến cấp đến thời kỳ thành thục? Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận điều này. Theo hắn suy đoán thì trước kia mặc dù uy lực của kim trùng tuy không nhỏ, nhưng khoảng cách đạt đến bất tử thân như trong truyền thuyết còn rất xa. Chắc chắn không thể tiến hóa nhanh như vậy được, vì thế, Hàn Lập lại có một suy đoán khác trong lòng. Hắn nghĩ tới việc thôn vệ thiết hỏa kiến trước đây, chẳng lẽ vì thôn vệ thiết hỏa kiến nên đã bắt đầu sinh ra việc tiến hóa ngoài dự đoán. Hàn Lập lòng tràn ngập hiếu kỳ, tuy nhiên, mấy cái trứng này lại đang trong quá trình ấp, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ cần khoảng thời gian một năm nữa. Hắn không chút do dự, kềm chế nỗi chờ mong trong lòng mà họa ra khống thần pháp trận, đem toàn bộ chỗ trứng này tiến hành lấy máu nhận chú. Sau đó, Hàn Lập mới thuận tiện hướng tới động của Kim Ti Tầm bên cạnh để xem xét. Hiện tại thì Kim Ti Tầm ngoại trừ hai con ăn ngũ sắc châu còn sống ra thì số còn lại cho dù có linh dược tục mệnh cũng dần dần chết đi. Cho dù hai con còn lại này bởi vì dược lực kỳ diệu mà còn sống đến nay, nhưng cũng không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Đến lúc này, Hàn Lập cũng hoàn toàn mất hết hy vọng hắn cố ý chuẩn bị một ít nghề thường thảo cho hai kim ti tầm này ăn xem thử có tác dụng như phệ kim trùng mà sinh ra một ít trứng. Hiện tại Hàn Lập cũng khẳng định ngũ sắc châu này dù không phải là bổ thiên đan thì cũng có ích cho thân thể, không có hại gì. Qua nửa tháng, Hàn Lập đã luyện chế xong toàn bộ khí cụ bố trận. Tiếp đó, hắn mang nghề thường thảo cho kim ti tầm ăn vào, còn bản thân hắn thì tiến hành bế quan, dùng thử ngũ sắc châu xem sao. Ngoại trừ mấy viên dùng lúc trước, hiện tại trong tay Hàn Lập còn 6 viên khoanh chân ngồi trong phòng bế quan, mắt nhìn cái hộp đựng châu, Hàn Lập phi thường bình tĩnh. Một khi hắn đã có chủ ý, hắn sẽ không bao giờ do dự, hắn nhanh chóng cầm lên một hạt bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Hạt châu vô cùng cứng nhưng sau khi cho vào miệng lại trở nên vô cùng mềm mại, có chút khó chịu nhưng lại rất dễ dàng nuốt vào trong bụng. Trong đan điền dâng lên một cỗ nhiệt khí khác thường, Hàn Lập trao mày, dùng thần thức quan sát bên trong thân thể ngũ sắc trâu trong bụng hoàn toàn không có chút tổn hại gì, hơn nữa lại còn phát ánh sáng mở nhạt. Thấy tình hình này, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Một cỗ khí màu xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ kim đan, bao lấy viên trâu, từ từ luyện hóa. Hơi ấm ban đầu bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng. Hàn Lập nhắm chặt hai mắt, tiến vào nhập định. Hai tháng sau, viên trâu đã bị Hàn Lập đùng đan hỏa luyện hóa hết, nhưng Hàn Lập lại không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Trần trừ một chút, hàn lập lại bắt đầu luyện hóa hai viên ngũ sắc châu khác đào mắt thời gian đã nhanh chóng trôi qua nửa năm khi hàn lập xuất quan sáu viên ngũ sắc châu đều đã bị hắn luyện hóa hết lúc này hắn mơ hồ nhận thấy bản thân đã có thể hấp thụ thiên địa linh khí cùng vận chuyển linh lực so với trước kia nhanh hơn một chút tuy không rõ ràng nhưng lại khiến hàn lập mừng rỡ như điên dù sao hiệu lực của mấy viên ngũ sắc châu này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi ngay khi bước ra khỏi phòng bế quan Hàn Lập múc lấy một chút nước lạnh ở trong máng xối. Kim ti tầm quả nhiên sau khi ăn vào nghe thường thảo, đích xác là có sinh trứng, nhưng số trắng này đều là trứng chết, không có lấy một quả còn sống. Đôi kim ti tầm sau khi sinh trứng cũng chết đi, điều này khiến cho Hàn Lập đứng bên ngoài trùng thất, nhìn số trứng này không còn gì để nói. Mặc dù bị một cú sốc lớn, nhưng Hàn Lập cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, hắn cũng đã có thể nghiệm chứng được tác dụng của nghe thường thảo. Trước nay hắn cũng hoài nghi, Loại linh thảo này có tác dụng đề cao năng lực sinh sản của yêu thú cấp cao, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng. Hôm nay xét theo tình trạng của kim ti tầm thì 89 phần là đúng như thế. Càng là yêu thú cấp cao thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn, khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như thế khi thấy loại linh thảo này. Tục ngữ nói quả là không sai, họa phúc tương y, đúng lúc Hàn Lập đang vì chuyện của kim ti tầm mà buồn bực, thì chứng phệ kim trùng mấy ngày sau bắt đầu nở. Kết quả sau khi trứng nở khiến cho Hàn lập một phen ngạc nhiên. Phệ kim trùng sau khi nở ra hình dáng so với trước kia cũng không có gì biến hóa. Nhưng màu vàng trên thân ngoại trừ điểm những đốm màu bạc thì còn xuất hiện những đốm màu đen. Hơn nữa linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàn lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại Hàn lập hoàn toàn có thể khẳng định phệ kim trùng này xuất hiện biến hóa như thế hoàn toàn là do đời trước thôn vệ thiết hỏa kiến mà ra. Chúng so với phệ kim trùng bình thường có chút khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt? hàn lập phải thử nghiệm mới biết được vì thế hắn lấy một túi linh thú đựng vệ kim trùng rồi trở lại mất thát nửa ngày sau khi hàn lập trở lại thì khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn uy lực của vệ kim trùng mới này vượt ngoài sự dự đoán của hàn lập hiện tại hắn đối với việc ra biển săn yêu thú càng thêm tin tưởng tuy nhiên hàn lập còn muốn nghiên cứu một chút về các linh kiện khôi lỗi lấy được trong hư thiên điện nhưng phỏng chừng không thể chỉ trong vài năm là có hiệu quả nên đành tam thời từ bỏ thay vào đó hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thú cấp cao. Khí cụ bố trận và nghe thường thảo, tất nhiên là hắn phải mang theo. Huyết ngọc chi thù và đề hồn cũng không thể lưu lại, khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới. Nhưng bên trong động phủ này còn có rất nhiều linh thảo. Đặc biệt là cửu khúc linh sâm, Hàn Lập có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định không nên mang theo. Dù sao lần ra ngoài này, hắn cũng không biết bao lâu mới có thể quay trở lại. Cửu khúc linh sâm là thực vật nên không thể rời đất quá lâu được. Vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi, Hàn Lập quyết định để lại nửa số phệ kim trùng mới tại động phủ. Cấp cho chúng nó mệnh lệnh, chỉ cần có yêu thú hay là người tu tiên xâm nhập, lập tức tiêu diệt. Do đó, chỉ cần không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào thì nơi này hoàn toàn an toàn. chương 521, trừ Hồn Thủ Đan, về phần dưỡng hồn mộc nọ, trải qua hơn 2 năm không ngừng dùng lục dịch đề cao, cuối cùng cũng thành hình. Loại cây này cũng giống như thiên lôi trúc, sau vạn năm cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng, mặc cho cung cấp lục dịch như thế nào, vẫn không thể gia tăng thêm chút linh khí nào nữa. Hàn lập tự nhiên sẽ không tiếp tục trồng nữa, vì thế, hắn đem dưỡng hồn mộc đã trưởng thành, khắc thành mười mấy khối viên châu đen thui lớn nhỏ bằng ngón cái, dùng tơ vàng xuyên thành một chuỗi đeo ở cổ. Loại cây này không cần thiết phải luyện chế, cứ đeo trực tiếp bên người, có diệu dụng dưỡng thần bồi hồn. Sau khi xử lý tốt động phủ, ba ngày sau, Hàn lập một mình xuất động, vô thanh vô tức bay ra khỏi vụ hải. Bởi vì có nghe thường thảo trong tay, Hàn Lập không dự định đi thâm uyên làm gì. Nơi đó chẳng những có yêu thú ngoài cấp 8 lui tới, hơn nữa khẳng định có tu sĩ tụ tập như mây, cũng không thích hợp sử dụng lục dịch để bày trận diệt yêu. Có nghe thường thảo hấp dẫn yêu thú, đối với hắn mà nói, hải vực nào cũng giống nhau. Do đó, hắn hiện tại cần tìm là một hòn đảo san hô. Nghĩ như vậy, Hàn Lập xem xét phương hướng, sau đó nhằm về phía tây mà bay đi đào mắt đã không thấy bóng dáng một tháng sau hàn lập dừng lại tại trên một mảng san hô đỏ lúc trước trên đường cũng xuất hiện vài đảo san hô nhưng hàn lập sợ cách động phủ gần quá mà dẫn đến phiền toái cho nên không để ý mà bay thẳng đến đây nơi này mặc dù không thể xưng là đảo san hô nhưng đối với tác dụng của nghe thường thảo mà nói thì đã quá đủ rồi hàn lập quyết định ở tại chỗ này bắt đầu bước thứ nhất để diệt yêu thủ đan hiện tại hắn ở phủ cận khu san hô này bày ra bốn pháp trận đem phụ cận vây kín mưa gió không lọt. Sau đó mới cẩn thận đem nghe thường thảo trồng ở trung tâm trận pháp. Nếu muốn hấp dẫn yêu thú cấp 6, cơ bản phải đem nghe thường thảo đề cao đến 400 năm mới được. Nói vậy, hắn cơ bản còn thời gian một tháng mới có thể dẫn dụ yêu thú đến để săn. Bất quá thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi. Nghe thường thảo ba lần ra lá, tự nhiên hấp dẫn một ít yêu thú cấp thấp để cho hắn luyện thử trước. Mặc dù hiện tại nội đan của yêu thú cấp 5 đối với hắn không có giá trị, nhưng dùng để đổi lấy linh thạch cũng có giá trị không nhỏ. Hàn lập tự nhiên sẽ không bỏ qua, quả nhiên tại lần thứ tư thúc giục, trước sau có ba bốn yêu thú cấp 5 tìm đến, bị hàn lập trực tiếp tế xuất thanh trúc phong vân kiếm, dễ dàng chém giết. Trước mắt nhìn thấy nghề thường thảo sinh ra ba lá, hàn lập thở ra một hơi, cầm trong tay chiếc bình nhỏ nhẹ nhàng đổ xuống. Một giọt chất lỏng xanh biếc ướt át rơi xuống, đem bình nhỏ cẩn thận thu vào, hàn lập trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ ba, Nghề thường thảo sinh ra lá thứ tư, tản mát ra khí tức dụ yêu nồng đậm. Mà hàn lập hai ngày nay vẫn không nhúc nhích, cũng nghĩ ngơi dưỡng sức. Mặc dù nói chém giết yêu thú cấp 5, đối với hắn hiện tại dễ như trở bàn tay, yêu thú cấp 6 đối phó cũng không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng mà hắn một mình tiến vào biển sâu, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù yêu thảo không phải tuyệt đối không có sai lầm, trước kia cũng đã từng xuất hiện qua, dùng nghe thường thảo 300 năm dẫn tới yêu thú ô long cấp 6-7 gì đó làm hại hắn suýt chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể vứt bỏ pháp trận mà trốn thoát. Hàn Lập cũng không muốn vì nhất thời sơ sẩy mà chết như thế. Qua nửa ngày, đang ngồi xếp bằng bên cạnh nghe thường thảo, Hàn Lập chợt thần sắc có chút khẽ động. Sau đó mở mắt nhìn chăm chú ra ngoài khơi xa, trong chốc lát, mặt biển phía xa đột nhiên xuất hiện mây đen che kín, mưa xa gió giật, tự nhiên xuất hiện gió lốc rộng đến 10 trượng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú trầm thấp. Hàn Lập thần sắc như thường, thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vòng bay đến giữa không trung, mặt hiện lên một tia âm hàn chăm chú nhìn toàn bộ phía dưới. Trong lốc xoay vòng ra vài tiếng trầm muộn, sau đó trong một đạo hắc khí có một yêu thú nhảy ra. Yêu thú này hình thể không lớn, hình dáng chỉ trừng trượng, nhưng nó hướng nghe thường thảo không ngừng gầm giống. Nhìn thấy màn này, hàn lập thở nhẹ một hơi, tuy bởi vì hắc khí ngăn cản nên không thể thấy rõ chân thân của yêu thú. Nhưng từ linh khí phát ra từ hắc khí, xác thực chỉ là yêu thú cấp 6, đối với hắn mà nói, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vì vậy Hàn Lập lẳng lặng đứng ở không trung, nhìn xuống yêu thú, vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát, yêu thú trong hắc khí liền bị nghe thường thảo phát ra khí tức kích thích trở nên có chút phát cuồng. Rốt cuộc giống to một tiếng, hướng tới vùng san hô hung hăng bay tới, theo sau còn có sóng biển cao vài chục trường. Kiến thức qua một màn cửa quy cấp 7 độ kiếp tạo thành cơn sóng gió động trời, lọ ai thanh thế này tự nhiên Hàn Lập sẽ không để trong mắt. Mắt thấy đoàn hắc khí đến gần san hô khoảng 10 trượng, Hàn Lập cười lạnh, nắm tay vừa lật, một khối trận bàn xanh biếc xuất hiện trong tay. Tiếp theo trên tay thanh quang chợt lóa, Hàn Lập không chút trần chờ hướng tới trận bàn mà kích nhẹ lên. Hoàng mang trói mắt từ trận bàn xuất ra, một khắc sau, hơn 10 đạo cột sáng màu vàng đồng thời trong biển phun ra, tiếp theo một màn hào quang đùng đùng xuất hiện, đem hắc khí chặn lại bên trong. Yêu thú trong hắc khí hiển nhiên cũng cả kinh, nhưng lập tức hai gọng kềm từ trong hắc khí xuất ra, đảo qua hung hăng đánh vào trên vách của màn hào quang màu vàng. Oanh một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng cũng lung lay muốn ngã, bộ dáng tựa như không thể thừa nhận được vài kích. Bất quá đối với Hàn Lập mà nói, vây được yêu thú như vậy cũng là quá đủ rồi. Trong tay hắn đã sớm chuẩn bị cổ bảo ngũ hành hoàn, vang lên một tiếng khi được tế xuất, rồi nhanh chóng biến mất. Tại hắc khí trên bầu trời, một tiếng xé gió truyền ra. Tiếp theo năm vệt sáng mở bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên hướng vào hắc khí, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một trận giống hoảng sợ truyền ra, hắc khí đột nhiên biến mất, lộ ra yêu thú bên trong. Một con cử hà màu xanh cao khoảng 3-4 trượng xuất hiện, hai bên có 6 con mắt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Giờ phút này nó bị ngũ hành hoàn trói chặt, giống như một cái bánh, căn bản không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, hai đạo cầu vòng trói mắt từ trên trời bay vụt đến, phân cắt cự tôm thành hai mảnh, một chất lỏng màu xanh biếc phun ra. Ngũ hành đồng hoàn rung nhẹ vài cái, lần nữa biến mất xuất hiện trong tay hàn lập hàn lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lắc khẽ trận bàn trên tay hoàng mang chợt lóe lên rồi lập tức biến mất cùng lúc đó màn hào quang ở phía dưới cũng lặng lẽ biến mất